Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 251 tức giận mà đánh người. Chu Nhược Mai thấy tình hình vậy, cô liền núp sau lưng Lệ Uy Long. Cô biết rõ thực lực Lệ Uy Long như thế nào, cho nên cũng không lo lắng anh sẽ bị đánh. Trong nháy mắt, người đàn ông đeo kính lao đến trước mặt Lệ Uy Long, nắm chặt quả đấm chuẩn bị đánh Lệ Uy Long. Đối mặt với loại người tiểu nhân này, Lệ Uy Long vốn có thể một cước đem người đàn ông đeo kính đá bay, nhưng cân nhắc đến việc nếu bây giờ trước mặt mọi người đánh nhau, thì việc một cước đem người ta đá bay đi, không khỏi quá mức gây sốc. Nếu làm ầm ĩ lên, ngộ nhỡ người của cảnh sát đến, lúc đó truy tra ra biết mình vợ cùng người đánh cược cờ, vậy thì sẽ có chút phiền toái. Cân nhắc đến những điều này, Lệ Uy Long quyết định thay đổi phương thức loại bỏ người đàn ông đeo kính này. Vì vậy, khi người đàn ông đeo kính quơ một quyền hướng vào mặt Lệ Uy Long, Lệ Uy Long đã nghiêng người đi tránh anh ta. Bởi vì người đàn ông đeo kính xông đến quá nhanh, một kích rơi vào khoảng không sau, liền không thắng được bước chân, tiếp tục lao về phía trước sau khi đấm trượt. Vào lúc người đàn ông đeo kính lao về ngay sát bên cạnh, Lệ Uy Long đã bình tĩnh đưa chân ra và móc chân người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính hai chân đột nhiên bị móc, nhất thời ngã về phía trước. Á, người đàn ông đeo kính vừa ngã chổng mông lên trời vừa hét lên. Vì người đàn ông đeo kính mặt chạm đất trước, nên mắt kính rất bể tan tành ngay tại chỗ, mũi chảy đầy máu, răng cũng gãy rụng ra mấy cái. Người vây xem thấy người đàn ông đeo kính đột nhiên ngã xuống, cũng cực kỳ kinh ngạc, thật là quỷ dị mà. Người đàn ông đeo kính này, làm sao lại tự mình ngã xuống vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể là lúc đi không cẩn thận, sơ ý ngã xuống mà thôi. Ngay cả đi cũng không vững, còn dám cùng người đánh nhau với người khác, thật là buồn cười. Lần này quả thật mất mặt, đánh cờ thì không thể thắng nổi, muốn đánh người thì kết quả còn chưa đụng người ta liền tự mình ngã xuống. Loại người này bị như vậy thật đáng đời. Nếu không chịu thua, cũng đừng đánh cược, thua rồi lại muốn lấy lại tiền. Tôi chưa từng thấy loại người nào không biết xấu hổ như này. Đã gian dối thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Người đàn ông đeo kính này cùng ông già kia hợp lại đi lừa gạt mọi người, bây giờ gặp phải cao thủ đánh cờ, đã đến lúc họ phải trả lại tất cả. Không ai trong số những người vây xem nhận ra rằng người đàn ông đeo kính bị ngã là do chính Lệ Uy Long làm. Người đàn ông đeo kính nghe được lời dị nghị từ đám đông, lại thẹn quá thành giận. Chỉ có chính anh ta biết, mình sở dĩ ngã xuống, là bởi vì Lệ Uy Long đột nhiên đưa chân ra móc chân anh ta. Người đàn ông đeo kính chật vật đứng dậy, lần nữa hướng về Lệ Uy Long xông tới, trong lúc lao tới, anh ta hét lớn, tao sẽ liều mạng với mày. Tuy nhiên, lúc này người đàn ông đeo kính không có kính vì ban nãy kính đã vỡ vụn dưới mặt đất và anh ta không thể nhìn thấy chính xác vị trí của Lệ Uy Long. Lệ Uy Long hơi hơi nghiêng người một chút và người đàn ông đeo kính lại đánh hụt và lướt qua bên người Lệ Uy Long một lần nữa. Sau đó, Lệ Uy Long vẫn chiêu cũ, thần không biết, quỷ không hay dùng chân móc chân người đàn ông đeo kính. Á, người đàn ông đeo kính lại ngã nhào về phía trước, lại té chổng mông lên trời và răng đập xuống đất lần nữa. Nhìn thấy người đàn ông đeo kính lại tự mình ngã xuống, người vây xem lần nữa phải trợn mắt hốc mồm. Người đàn ông đeo kính này rốt cuộc là đóng vở tuồng nào vậy? Có phải là một màn biểu diễn té không? Theo dự đoán của tôi, chẳng phải anh ta muốn tự làm mình ngã bị thương và sau đó tống tiền người khác trả tiền thuốc men hay sao? Chỉ vì để lừa gạt chút tiền thuốc mà ngã y như thật, khiến răng trong miệng cũng rụng hết, thật đáng thương. Tuy nhiên, anh ta đã tính toán sai rồi, vì chúng ta có thể làm chứng rằng là chính anh ta tự ngã, không ai làm gì anh ta cả. Muốn lừa gạt người ta tiền thuốc thang ư, không có cửa đâu. Người đàn ông đeo kính nghe được mọi người đàm thiếu, trong lòng khí tức sắp phun trào. Mình rõ ràng là bị người gạt chân té, nhưng những người này không hề nhìn thấy. Bây giờ anh ta mũi miệng đều chảy máu, toàn thân cũng ngã đau đớn không dứt, nhất thời anh ta không thể bò dậy nổi, đã không còn cách nào liều mạng với Lệ Uy Long. Lệ Uy Long thấy người đàn ông đeo kính không thể đứng dậy được nữa, liền không để ý tới hắn nữa, đến bên cạnh Chu Nhược Mai nói, Vũ Hinh, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Mai cũng không biết người đàn ông đeo kính này ngã xuống chính là do Lệ Uy Long động tay động chân. Trong lòng cô còn đang tự hỏi người đàn ông đeo kính này rốt cuộc có phải hay không thật sự muốn tống tiền bọn họ. Sau khi nghe Lệ Uy Long nói, cô mới hoàn hồn lại. Được, chúng ta đi nhanh đi, bằng không nếu thật sự bị hắn tống tiền thì sẽ rất phiền toái. Chu Nhược Mai nói xong, liền vội vàng cùng Lệ Uy Long rời đi. Sau khi đến chỗ đậu xe,
Chu Nhược Mai liền bắt đầu tự trách, tất cả đều là do em. Em nhất thời có hứng thú, không nhịn được đánh vài ván cờ với ông già kia, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Vũ Hinh, anh thật sự không ngờ kỹ năng đánh cờ của em lại cao đến trình độ này. Em đánh cờ lợi hại như vậy thật sự nên dạy cho những tên lừa gạt không biết trời cao đất rộng ấy một bài học, vì vậy em đừng nên tự trách mình nữa. Thật là chơi cờ quá giỏi cũng không tốt, dù em muốn thua thì cũng không thể thua. Hơn nữa, em luôn gặp rắc rối khi chơi cờ với mọi người. Kỹ năng chơi cờ của những người đó thật sự quá kém, nếu họ thua thì họ sẽ luôn xấu hổ và tức giận. Vì vậy, em đã bỏ đánh cờ nhiều năm rồi, Chu Nhược Mai nói. Phải nói là tài đánh cờ của em rất lợi hại, em xem em đi, chẳng qua là tùy tiện chơi cùng người ta vài ván liền thắng hơn 90 triệu đồng. Lệ Uy Long cười nói. Đánh bạc là không tốt, thật sự em cũng không muốn cùng người ta đánh cược đâu. Nhưng mỗi lần có người ép em ra tay, em không nhịn được. Chu Nhược Mai bĩu môi nói. Ừ, đánh bạc đúng là không tốt, nhưng lúc em rảnh rỗi, có thể cùng một chơi cờ cùng với một số cao thủ cờ giỏi có đào tạo bài bản để giải trí cũng được. Ở trong mắt em, làm sao có thể có bất kỳ cao thủ chơi cờ nào? Em không hề có đối thủ, em muốn thua thật sự cũng khó đấy. Chu Nhược Mai ngước mặt lên nói. Lệ Uy Long không nghĩ tới Chu Nhược Mai lại nói ra lời kiêu ngạo vậy, anh thật sự không biết làm sao nói tiếp được cô. Chu Nhược Mai ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, chỉ thấy trăng sáng nhô lên cao trên bầu trời lạnh lẽo, bỗng nhiên có một loại tịch mịch không nói ra được, có lẽ anh sẽ không hiểu nổi sự cô độc này, chính là một mình dõi mắt nhìn thế giới, một mình bất khả chiến bại. Nếu vừa rồi Lệ Uy Long không phải đã nhìn thấy kỹ năng đánh cờ của Chu Nhược Mai lợi hại như thế nào, thì bây giờ nghe cô nói những lời như vậy, nhất định anh sẽ nghĩ cô đang khoác lác. Anh hiểu, Lệ Uy Long cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Mình trong quân đội, há chả phải dõi mắt thiên hạ, khó tìm địch thủ hay sao? Anh thì biết cái gì? Nếu anh còn chưa đạt tới loại cảnh giới này, anh làm sao có thể trải qua sự cô đơn khi không có đối thủ cơ chứ? Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long đổ mồ hôi một chút, mỉm cười nói, được rồi, anh không hiểu, em hiểu. Chu Nhược Mai đột nhiên thay đổi lại nói, tuy nhiên, theo như lời anh nói, dựa vào chơi cờ để kiếm tiền cũng không phải là một biện pháp tồi. Nếu như tập đoàn Galaxy phá sản, đến lúc đó em không còn đường nào để sống hết, thì em cũng có thể ra ngoài chơi cờ kiếm tiền. Chương 252 ứng viên bất ngờ. Lệ Uy Long nghe cô nói mà toát mồ hôi hột, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Galaxy, nhưng cô đã nghĩ xong đường rút lui và còn định kiếm tiền từ việc chơi cờ. Yên tâm đi, tập đoàn Galaxy sẽ không phá sản. Tuy nhiên, tài đánh cờ của em lợi hại như vậy tại sao em không tham gia vài cuộc thi để giành giải thưởng? Lệ Uy Long hỏi cô. Em đã tham gia giải đấu cờ toàn quốc nhiều năm trước và cũng đạt được hạng nhất, em đã sớm không còn đối thủ nữa rồi. Chu Nhược Mai nói. Thì ra em đã là nhà vô địch quốc gia rồi. Thảo nào em lợi hại như vậy? Lệ Uy Long thở dài. Vừa rồi không phải em nói cho anh biết rồi sao? Chu Nhược Mai ngước mắt hỏi. Mới vừa rồi anh cho là em khoác lác, bây giờ mới biết người em thật sự không hề khoác lác. Lệ Uy Long cười nói. Được rồi, chúng ta mau quay về đi. Nếu không, chờ một chút bọn chúng lại đuổi tới, thì phiền toái nữa. Chu Nhược Mai nói. Được, Lệ Uy Long mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn phiền toái, nên liền lên xe đưa Chu Nhược Mai về nhà. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai theo thường lệ đến tập đoàn Galaxy làm việc. Một lúc sau, Thẩm Ngưng Hương đến văn phòng Chu Nhược Mai, báo cáo tình hình, chủ tịch, hôm nay một số sinh viên tốt nghiệp đại học đang đến nhận việc. Được rồi, có bao nhiêu sinh viên đại học đến nộp hồ sơ? Chu Nhược Mai hỏi. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30 người. Hầu hết trong số họ đã đến tập đoàn Vương Lôi để xin việc. Ngô Vi nói, tập đoàn Vương Lôi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả sinh viên sắp tốt nghiệp cũng muốn cướp của chúng ta. Chu Nhược Mai tức giận nói, đúng vậy, sự đãi ngộ của tập đoàn Vương Lôi cao hơn nhiều so với của chúng ta, cho nên rất nhiều sinh viên đại học đã đến tập đoàn Vương Lôi. Ngô Vi nói, nếu tập đoàn Vương Lôi đãi ngộ tốt như vậy, tại sao 30 sinh viên tốt nghiệp này lại chọn đến tập đoàn Galaxy của chúng ta? Chu Nhược Mai thắc mắc hỏi. Tôi cũng không biết bọn họ là vì nguyên nhân gì lại đến tập đoàn Galaxy của chúng ta. Ngô Vi mơ hồ nói. Tôi sẽ tự mình phỏng vấn bọn họ. Chu Nhược Mai nói. Bọn họ chẳng qua là một số sinh viên đại học sắp tốt nghiệp và đến đây để thực tập mà thôi. Cô thân là chủ tịch tập đoàn Galaxy. Loại chuyện nhỏ này cần gì cô phải tự mình đi phỏng vấn. Ngô Vi hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
bây giờ tập đoàn Galaxy đang ở lúc gặp nạn, cũng là dịp tuyển dụng người. Họ thà từ bỏ đãi ngộ của tập đoàn Vương Lôi mà gia nhập tập đoàn Galaxy của chúng ta. Tôi muốn gặp họ một chút, Chu Nhược Mai ung dung nói. Được, vậy cô đi đi, Ngô Vi nói. Vì vậy Chu Nhược Mai đã đích thân đến phỏng vấn những sinh viên đại học đến xin việc kia. Sau một cuộc phỏng vấn, Chu Nhược Mai biết được những sinh viên đại học này sở dĩ lựa chọn tập đoàn Galaxy vì họ có lòng yêu nước, không muốn làm việc cho tập đoàn Vương Lôi do Đông Quốc đầu tư. Hơn nữa, họ cảm thấy rằng tập đoàn Galaxy đã có hàng chục năm kinh nghiệm và chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn này, rồi tương lai sẽ tươi sáng trở lại. Mà tập đoàn Vương Lôi chỉ là một công ty mới, mặc dù thực lực hùng hậu và giàu có nhưng cũng khó tồn tại lâu dài. Kiểu điên cuồng ném tiền không tiếc tay này thì sớm muộn gì cũng sa sút, suy thoái, thậm chí đóng cửa công ty. Chu Nhược Mai rất bội phục tầm nhìn xa và lòng yêu nước của những sinh viên đại học này, bày tỏ nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với họ, chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ, cô sẽ giúp họ và đưa họ đến đỉnh cao của thành công. Lúc này, lại một cô gái khác đến phỏng vấn, Chu Nhược Mai nhìn qua một cái thì thấy đó là Lâm Khánh Hoa. Uyển Thanh, sao cô cũng tới đây vậy? Chu Nhược Mai có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Khánh Hoa này, chính là một nữ sinh viên đại học được cứu bởi bố nuôi Dương Văn Diệp của Lê Uy Long. Xin chào chủ tịch, tôi nghe nói tập đoàn Galaxy đang tuyển dụng nên tôi đến xin thử việc. Lâm Khánh Hoa rụt rè nói, mặc dù cô đã biết Chu Nhược Mai từ trước nhưng dẫu sao đối mặt mình chính là chủ tịch tập đoàn Galaxy cô có chút không dám. Thôi, cô không cần căng thẳng, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Nhược Mai nói, cô chợt nhớ ra, Lâm Khánh Hoa bây giờ đã là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp. Được, cảm ơn, Lâm Khánh Hoa nói xong, liền ngồi xuống. Tại sao cô lại chọn làm việc cho tập đoàn Galaxy? Chu Nhược Mai nhìn thẳng vào mắt Lâm Khánh Hoa và hỏi. Chương 253 ứng tuyển. Bởi vì nghe nói gần đây tập đoàn Galaxy tuyển nhân viên rất khó khăn nên tôi muốn tới giúp cô. Lâm Khánh Hoa nói sự thật. Sao cô lại phải tới giúp tôi? Chu Nhược Mai lại hỏi. Bởi vì chú Dương có ân cứu mạng với tôi, chú ấy vì tôi mà chết, tôi muốn báo đáp công ơn nên tôi muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Lâm Khánh Hoa nói. Chu Nhược Mai nghe xong, cô không khỏi có chút cảm động. Cô không sợ tập đoàn Galaxy phá sản sẽ bỏ lỡ tương lai của mình sao? Sở Văn Hinh nhìn vào Lâm Khánh Hoa hỏi, đợi câu trả lời của cô ấy. Không sợ, bất kể tập đoàn Galaxy tương lai như thế nào, tôi cũng sẽ cùng cô đồng tâm hiệp lực, cùng tập đoàn Galaxy cùng chết cùng sống. Hơn nữa, tôi tin tưởng vào năng lực của cô, dưới sự lãnh đạo của cô, tập đoàn Galaxy sẽ không gục ngã. Hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội, để tôi có thể tới tập đoàn Galaxy thực tập. Lâm Khánh Hoa hít sâu một hơi và trả lời dứt khoát. Tốt, cảm ơn cô đã tín nhiệm, ngày mai cô có thể tới làm việc. Chu Nhược Mai nói. Tôi đã vượt qua cuộc phỏng vấn sao? Lâm Khánh Hoa có chút kinh ngạc mà hỏi lại. Đúng vậy, chuyện đã qua. Cô có thể đến giúp tôi trong cơn khủng hoảng của tập đoàn Galaxy, tôi đã rất cảm kích cô rồi. Tuy lý do đến với tập đoàn Galaxy của cô không cao lớn lắm, là vì báo ân mà đến đây. Nhưng một người biết báo ân người khác, nhân phẩm chắc chắn sẽ không kém, cho nên tôi quyết định cho cô cơ hội này. Chu Nhược Mai cười nói. Cảm ơn chủ tịch, Lâm Vạn Khánh vui vẻ đáp. Cố gắng lên, chỉ cần tập đoàn Galaxy có thể sống sót qua khoảng thời gian khó khăn này, sau này tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Chu Nhược Mai quả quyết nói với Lâm Khánh Hoa. Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt, Lâm Khánh Hoa hứa. Sau khi Chu Nhược Mai phỏng vấn những sinh viên đại học này xong, cô liền quay trở lại văn phòng của mình và gọi điện cho Ngô Vi đến. Những sinh viên đại học này rất giỏi, chúng ta nhất định phải đào tạo họ thật tốt, đem bọn họ bồi dưỡng thành tinh anh, sau này họ chính là nòng cốt của tập đoàn Galaxy chúng ta. Chu Nhược Mai tự hào nói. Được, tôi sẽ dốc hết sức đào tạo tốt bọn họ. Ngô Vi hứa. Tuy nhiên rất nhiều nhân viên ưu tú trong tập đoàn Galaxy chúng ta đã đầu quân cho tập đoàn Vương Lôi. Số lượng người được tuyển dụng bây giờ thật sự là không đủ, chúng ta vẫn phải tiếp tục tuyển dụng rất nhiều người. Chu Nhược Mai nói. Tôi hiểu, hiện nay nhiều hạng mục của chúng ta đã bị gián đoạn, lâm vào tê liệt do đối tác vi phạm hợp đồng, vấn đề này phải mau chóng được giải quyết càng sớm càng tốt. Ngô Vi nói. Đây chính là chuyện nhức đầu nhất. Hầu như tất cả các nhà sản xuất đều đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, chúng ta rất khó tìm được đối tác mạnh. Chu Nhược Mai thở dài. Nếu không, hay là chúng ta cũng ra giá cao, tìm hiểu một số đối tác một lần nữa.
Ngô Vi nêu ý kiến. Nếu chúng ta cũng ra giá cao và gây chiến về giá cả với tập đoàn Vương Lôi, chúng ta càng không thể chi trả nổi. Hơn nữa, mục đích của bọn họ là tiêu diệt tập đoàn Galaxy của chúng ta. Chúng ta trả giá cao thì họ chắc chắn sẽ trả giá cao hơn. Phía sau họ là tập đoàn lớn của Đông Quốc đang hậu thuẫn nên chúng ta rất khó để đánh một trận chiến kéo dài với họ. Chu Nhược Mai phân tích. Vậy thì cô nghĩ chúng ta nên làm gì? Ngô Vi bối rối hỏi. Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách hay. Tôi sẽ nghĩ lại một chút biện pháp và xem liệu tôi có thể tìm được đối tác nào không. Chu Nhược Mai nói. Cục diện bây giờ khiến cô cảm giác chính là giống như là chơi một ván cờ lớn với tập đoàn Vương Lôi. Sức lực của cô rất yếu, bị tập đoàn Vương Lôi áp chế ở khắp mọi nơi. Cô đang gặp nguy hiểm và đang đứng trên bờ vực diệt vong. Nếu như không nghĩ ra cách làm nổi bật vòng vây, đánh thắng bất ngờ, tập đoàn Galaxy liền sẽ không trụ được bao lâu. Để đảo ngược tình thế thì phải tìm được đối tác sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Galaxy để tiếp tục phát triển tất cả các hạng mục bị gián đoạn. Nhưng là, ở dưới loại cục diện này, ai sẽ hợp tác với tập đoàn Galaxy chứ? Lúc này, tại nhà họ Phan. Mặt Phan Thiên bởi vì bị Lê Uy Long làm cho biến dạng, anh ta một mực ở nhà vừa khóc vừa làm loạn, không dám ra cửa gặp người, anh ta không còn gì, lại cũng không dám đi chết, người cũng sắp điên rồi. Chồng à, em đã nghĩ được cách để trả thù cho Huy Thành rồi. Huỳnh Mai Thúy mặt âm hiểm nói. Cách gì? Phan Kiệt hỏi. Chương 254 âm mưu độc ác. Hiện tại có rất nhiều đối tác đã hủy hợp đồng với tập đoàn Galaxy, đến làm việc ở tập đoàn Vương Lôi, nhiều dự án của tập đoàn Galaxy đã bị gián đoạn. Chu Nhược Mai đã bị đẩy vào bước đường cùng, không cầm cự được lâu nữa đâu. Huỳnh Mai Thúy nói. Tập đoàn Galaxy sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc trả thù cho Huy Thành? Phan Kiệt hỏi. Bây giờ tập đoàn Galaxy đã đến thời điểm sinh tử, chắc chắn hy vọng có người hợp tác với bọn họ. Nếu lúc này, nhà họ Phan của chúng ta tỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy, Chu Nhược Mai sẽ như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Huỳnh Mai Thúy nói. Cái gì, em muốn nhà họ Phan của chúng ta hợp tác với tập đoàn Galaxy, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản sao? Phan Kiệt nói. Đương nhiên em không thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy, em không ngốc như vậy. Tập đoàn Vương Lôi giàu có, nhà họ Phan sao có thể bỏ tập đoàn Vương Lôi mà đi hợp tác với tập đoàn Galaxy được. Huỳnh Mai Thúy nói. Vậy em đang muốn nói gì? Phan Kiệt bị Huỳnh Mai Thúy làm cho bối rối. Ý của em là, chúng tôi giả vờ hợp tác với tập đoàn Galaxy và để Chu Nhược Mai đến thảo luận với chúng ta. Sau đó, chúng ta sắp đặt để Huy Thành gạo nấu thành cơm với cô ta. Huỳnh Mai Thúy nói. Nghe vậy, Phan Thiên đang khóc lóc làm ồn ở bên cạnh chợt tỉnh lại, nóng lòng hỏi, mẹ, mẹ định sắp xếp để con có được Chu Nhược Mai sao? Không ngờ Huỳnh Mai Thúy lại có kế hoạch với anh ta như vậy. Tuyệt vời, mẹ, không ngờ sách lược của mẹ lại hay như vậy. Lần này, Chu Nhược Mai khó mà thoát. Phan Thiên thốt lên. Kế hoạch này có quá ác độc không? Phan Kiệt nói. Bố, con bị chồng của Chu Nhược Mai làm cho biến dạng. Cho dù con đối xử với người vợ Chu Nhược Mai của hắn ta như thế nào thì vẫn không coi là quá đáng. Phan Thiên nói. Ừ, Huy Thành vốn là một cậu chủ đẹp trai xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng lại bị thằng nhãi Lê Uy Long đó hại thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, không dám ra đường gặp người khác. Bây giờ để vợ của Lê Uy Long bồi thường thì cũng không có gì quá đáng. Huỳnh Mai Thúy nói. Tuy nhiên, nếu chuyện này lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả nhà họ Phan chúng ta. Phan Kiệt lo lắng nói. Sẽ không ai biết về chuyện này đâu. Chu Nhược Mai chịu thiệt cũng không dám ra ngoài nói lung tung. Có lẽ cô ta sẽ ly hôn với Lê Uy Long và kết hôn với Huy Thành. Chẳng phải lúc nào Huy Thành cũng muốn có được Chu Nhược Mai sao? Bây giờ thằng bé đã bị Lê Uy Long làm cho biến dạng, đã không thiết sống nữa. Chỉ cần để thằng bé có được Chu Nhược Mai thì thằng bé mới cảm thấy sống thật ý nghĩa và muốn sống. Huỳnh Mai Thúy nói. Đúng vậy. Chỉ cần có được Chu Nhược Mai, con muốn tiếp tục sống. Bằng không, sớm muộn gì con cũng sẽ tự sát. Phan Thiên nói. Vậy thì hãy tiến hành theo kế hoạch của em. Tuy nhiên, lần trước Huy Thành đã làm những chuyện đó với Chu Nhược Mai, anh lo lắng rằng Chu Nhược Mai sẽ không đến bàn bạc với chúng ta. Phan Kiệt nói. Chúng ta yêu cầu cô ta đến với danh nghĩa họ Phan. Cô ta nhất định sẽ đến. Huỳnh Mai Thúy nói. Em có chắc chắn rằng cô ta sẽ đến không? Đừng quên. Tập đoàn Galaxy đã chủ động ngừng hợp tác với nhà họ Phan, cũng không biết nhà họ Phan chúng ta đã chọc vào ai nữa. Phan Kiệt nói.
lúc này khác lúc đó. Lúc đó, tập đoàn Galaxy là vua trong lĩnh vực kinh doanh của thành phố Đà Lạt, có quá nhiều đối tác tranh giành hợp tác với tập đoàn Galaxy. Bây giờ, tập đoàn Galaxy đã đến giai đoạn thoái trào. Chỉ cần chúng ta thể hiện sự thành tâm hợp tác, cô ta nhất định sẽ đến để nói chuyện. Cô ta đã rơi vào đường cùng nên không còn lựa chọn nào khác. Huỳnh Mai Thúy nói. Đúng vậy, con cũng nghĩ rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ đến. Kể từ khi nhà họ Trương, gia tộc đứng đầu của thành phố Đà Lạt biến mất một cách bí ẩn, nhà họ Phan chúng ta đã trở thành gia tộc quyền lực nhất ở thành phố Đà Lạt. Một gia tộc lớn như chúng ta nói muốn hợp tác với cô ta, sao cô ta có thể không tới? Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhà họ Phan, tập đoàn Galaxy của cô ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Phan Thiên nói. Được rồi, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Phan Kiệt nói. Được, vậy chúng ta sẽ mời cô ta đến khách sạn của chúng ta tối nay để thảo luận. Huy Thành, con đi thu xếp và chuẩn bị đi. Huỳnh Mai Thúy nói. Vâng, Phan Thiên hưng phấn nói. Ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Galaxy. Chương 255 cuộc gọi bất ngờ. Khi Chu Nhược Mai đang loay hoay tìm đối tác làm ăn, điện thoại di động của cô vang lên, là một số điện thoại lạ gọi đến. Xin chào, Chu Nhược Mai không biết là ai, đành phải chào một cách lịch sự trước. Xin chào Chủ tịch Chu, tôi là Huỳnh Mai Thúy của nhà họ Phan. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Chu Nhược Mai nghe được đối phương là Huỳnh Mai Thúy, tức khắc nhíu mày. Đương nhiên cô biết Huỳnh Mai Thúy, đó chính là vợ của Phan Kiệt, mẹ của Phan Thiên, ở tập đoàn Phan thì cũng là người có chỗ đứng. Bà tìm tôi có việc gì? Chu Nhược Mai không biết Huỳnh Mai Thúy muốn tìm mình có việc gì, chẳng lẽ là vì việc Phan Thiên bị hủy hoại nhan sắc nên tìm mình hỏi tội? Là thế này, nhà họ Phan chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Galaxy, nhận một số các hạng mục mà không ai tiếp nhận, vì vậy cử tôi đến bàn về việc hợp tác. Huỳnh Mai Thúy nói. Chu Nhược Mai nghe được điều này, sững sờ trong giây lát, chồng của mình đã khiến cháu trai Phan Thiên của nhà họ Phan bị hủy hoại nhan sắc, vậy mà nhà họ Phan không tính toán lại còn cùng mình hợp tác. Không biết rốt cuộc đối phương có âm mưu gì đây? Nhà họ Phan các người không phải đã hợp tác cùng tập đoàn Vương Lôi rồi sao? Vì sao lại còn muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy? Chu Nhược Mai hỏi lại. Tập đoàn Galaxy đã có thâm niên mấy chục năm, lạc đà gầy thì vẫn còn hơn ngựa. Nhà họ Phan chúng tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy hợp tác cùng tập đoàn Galaxy mới là sách lược lâu dài. Tập đoàn Vương Lôi chỉ là thùng rỗng kêu to, khó mà làm được việc lớn, không sớm thì muộn cũng dẫn đến suy tàn. Huỳnh Mai Thúy nói. Nhưng mà chồng của tôi đã hủy hoại nhan sắc của con trai bà chẳng lẽ không ghi hận? Chu Nhược Mai nói. Đó là ân oán cá nhân, hơn nữa, là do con trai tôi có lỗi trước, điều này không thể trách chồng cô được. Bây giờ hai chúng ta đang nói về chuyện hợp tác giữa hai công ty. Trong kinh doanh, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích. Lấy lợi ích làm tiền đề, tất cả ân oán đều có thể bỏ qua. Huỳnh Mai Thúy nói. Chu Nhược Mai nghe Huỳnh Mai Thúy nói cũng có lý, hỏi lại, nhưng mà, tập đoàn Galaxy đang đứng trước nguy cơ phá sản, có thể mang đến lợi ích gì cho tập đoàn Phan thị chứ? Chỉ cần nhà họ Phan tiếp nhận hạng mục của tập đoàn Galaxy, chúng tôi có thể giúp bên cô vượt qua nguy cơ lần này. Nếu thật sự như lời bà nói, quả thật tập đoàn Galaxy có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Bên bà thật sự muốn hợp tác cùng tập đoàn Galaxy sao? Chu Nhược Mai hỏi. Đương nhiên là thật, nhà họ Phan chúng tôi luôn muốn hợp tác cùng tập đoàn Galaxy. Lần trước là do chủ tịch trước của tập đoàn Galaxy tự hủy bỏ hợp tác với nhà họ Phan chúng tôi mà không phải là nhà họ Phan không muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy. Huỳnh Mai Thúy nói. Nhưng giá cả bên tập đoàn Galaxy chúng tôi không thể cao bằng tập đoàn Vương Lôi được. Bên bà có bằng lòng không? Chu Nhược Mai nói. Chỉ cần mức giá bình thường, nhà họ Phan chúng tôi cũng đã có lợi nhuận lớn rồi, làm sao có thể không bằng lòng? Nhà họ Phan chúng tôi tầm nhìn xa, cần lợi nhuận lâu dài, hợp tác lâu dài. Tập đoàn Vương Lôi dựa vào đốt tiền mà lôi kéo, sớm muộn gì cũng mất cả vốn lẫn lãi. Huỳnh Mai Thúy nói. Mắt nhìn của nhà họ Phan thật sự rất chuẩn xác đấy. Chu Nhược Mai nói. Cảm ơn lời khen của Chủ tịch Chu. Nếu nhà họ Phan chúng tôi không có tầm nhìn xa, làm sao có thể trở thành gia tộc hạng nhất nhì ở thành phố Đà Lạt? Cho phép tôi khoe khoang một câu, từ khi gia tộc đứng đầu ở Đà Lạt biến mất một cách thần bí, các gia tộc ở Đà Lạt hiện tại chỉ có nhà họ Phan chúng tôi là có thực lực nhất. Trong giai đoạn khó khăn, nhà họ Phan chúng tôi nguyện ý giúp tập đoàn Galaxy, tôi nghĩ về sau cô cũng sẽ không đối xử tệ với nhà họ Phan chúng tôi phải không? Huỳnh Mai Thúy nói.
Chu Nhược Mai đương nhiên biết thực lực của nhà họ Phan, chỉ đứng sau nhà họ Trương. Đương nhiên, cô cũng biết nhà họ Trương không phải biến mất thần bí, mà là bị diệt tộc. Từ sau khi nhà họ Trương bị diệt tộc, gia tộc có thực lực nhất ở Đà Lạt chỉ có nhà họ Phan. Đương nhiên là không, chỉ cần nhà họ Phan giúp tập đoàn Galaxy vượt qua được khó khăn lần này, về sau có hạng mục gì đương nhiên sẽ ưu tiên sắp xếp cho nhà họ Phan. Chu Nhược Mai nói, tuy cô rất ghét Phan Thiên nhưng lời của Huỳnh Mai Thúy rất đúng, trong kinh doanh không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích. Vậy thì tốt, nếu nhà họ Phan hợp tác với tập đoàn Galaxy với mức giá bình thường, tập đoàn Vương Lôi sẽ gặp khó khăn, không bao lâu, họ chắc chắn sẽ không thể chống đỡ. Đến lúc đó, người được lợi là tập đoàn Galaxy, mà bị vỡ nợ chỉ có thể là tập đoàn Vương Lôi. Huỳnh Mai Thúy nói. Chu Nhược Mai cảm thấy lời nói của Huỳnh Mai Thúy cực kỳ có lý, nếu tập đoàn Galaxy có thể hợp tác cùng nhà họ Phan với mức giá bình thường, đến lúc phá sản chính là tập đoàn Vương Lôi. Được, vậy bà nói xem, nhà họ Phan dự định hợp tác với tập đoàn Galaxy như thế nào? Chu Nhược Mai hỏi. Hợp tác kinh doanh là việc lớn, trong điện thoại không thể nói rõ hết được, rất nhiều vấn đề cần phải nói chuyện trực tiếp. Huỳnh Mai Thúy thấy Chu Nhược Mai đã trúng kế, trong lòng mừng thầm, nói chuyện lâu như thế cuối cùng cũng đã nói ra được trọng điểm. Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu nói chuyện? Chu Nhược Mai hỏi. Chương 256 hợp tác. Đến khách sạn Thành Đạt rồi nói đi, Huỳnh Mai Thúy nói. Chu Nhược Mai biết khách sạn Thành Đạt là do nhà họ Phan điều hành, nghĩ đến chuyện lần trước ở nhà hàng Đại Thành, cô không dám đến nhà họ Phan bàn chuyện làm ăn nữa. Bà có thể đến tập đoàn Galaxy để bàn bạc không? Chu Nhược Mai nói. Hiện tại đang tôi có rất nhiều việc, không có thời gian đi được. Khách sạn Thành Đạt cũng có phòng họp, chúng ta có thể nói chuyện được. Huỳnh Mai Thúy biết là Chu Nhược Mai đang muốn nhờ vả mình, nên bà ta không cần phải lo lắng. Được rồi, khi nào bà rảnh, tôi sẽ đến nói chuyện với bà. Chu Nhược Mai không còn cách nào khác, bây giờ cô đang muốn nhờ vả người ta nên đành chiều theo. Buổi tối đi, ban ngày tôi có việc rồi. Huỳnh Mai Thúy bắt đầu ra vẻ. Buổi tối bàn chuyện làm ăn không thích hợp, Chu Nhược Mai nói. Không còn cách nào nữa đâu, ban ngày tôi không rảnh, đều có việc bận. Chủ tịch Chu, nhà họ Phan rất chân thành muốn hợp tác với cô không thu xếp được mà đến nói chuyện vào buổi tối được sao? Huỳnh Mai Thúy nói. Được rồi, mấy giờ tối vậy? Chu Nhược Mai đành phải chấp nhận, bây giờ tập đoàn Galaxy đang trong thời điểm sống chết, cô phải chiều theo ý của Huỳnh Mai Thúy. Nếu là trước đây, những đối tác vội vàng chạy tới tập đoàn Galaxy để bàn chuyện làm ăn, cô có thể không muốn tốn thời gian nói chuyện với bọn họ. Nhưng thời thế đã khác, tập đoàn Galaxy phải nhờ vả đối tác để hợp tác với mình. Nếu nhà họ Phan thực sự có thể hợp tác với cô, tập đoàn Galaxy sẽ có thể chết đi sống lại. 7 giờ buổi tối, Huỳnh Mai Thúy không dám hẹn thời gian quá muộn, vì sợ Chu Nhược Mai sẽ nghi ngờ. Được rồi, tôi sẽ đến khách sạn Thành Đạt để gặp bà vào lúc 7 giờ tối. Chu Nhược Mai nói, để cho tập đoàn Galaxy có thể vượt qua khủng hoảng này, cô đành phải đến khách sạn Thành Đạt bàn bạc với Huỳnh Mai Thúy. Được rồi, 7 giờ tối nay, tôi sẽ đợi Chủ tịch Chu ở khách sạn Đại Thành. Huỳnh Mai Thúy nói, hôm nay Lê Uy Long vẫn đến bệnh viện và nhờ Lưu Bảo Thông thay băng vết thương cho anh, nhân tiện đi thăm Lê Hùng Thanh và Trịnh San. Dưới sự điều trị của Lưu Bảo Thông, Lê Hùng Thanh và Trịnh San đang tốt lên từng ngày, hiệu quả rất rõ rệt. Trịnh San vô cùng vui vẻ, cô ấy trở nên vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu. Ban đầu thì vết thương của Lê Hùng Thanh nhẹ hơn Trịnh San rất nhiều, cái chân bị gãy đang khôi phục rất nhanh. Vĩnh Thiên, y thuật của đồng đội anh thật sự rất giỏi, ngày mai bố tôi có thể ra viện được rồi. Lê Hồng Ngọc vui vẻ nói, trong thời gian này, ngày nào cô ấy cũng đến bệnh viện để thăm bố. Anh ấy là một bác sĩ quân y, đương nhiên anh ấy chữa bệnh giỏi rồi. Lê Uy Long nói. Y thuật của anh ấy cao siêu như vậy, tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể chữa khỏi bệnh tâm thần của mẹ tôi không? Lê Hồng Ngọc nói. Tất nhiên là được, sau khi bác trai ra viện vào ngày mai, tôi sẽ nhờ bác sĩ Lưu đến nhà cô để chữa trị cho bác gái. Lê Uy Long nói. Như thế thì tốt quá. Gần đây, bệnh tâm thần của mẹ tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng, bà ấy luôn nhìn trong trạng thái hoảng hốt và nói một mình. Lê Hồng Ngọc nói. Không sao đâu. Có bác sĩ Lưu thì chắc chắn bác gái sẽ tốt hơn. Lê Uy Long nói. Lần này thật sự may mà nhờ có anh và bác sĩ Lưu, cảm ơn hai người. Lê Hồng Ngọc nói. Cô giáo Lê Hồng Ngọc không cần khách khí. Chờ đến khi bệnh của bác gái được chữa khỏi,
tôi sẽ cho cô trở lại trường học và tiếp tục làm giáo viên. Lê Uy Long nói, tôi thực sự có thể trở lại trường học làm giáo viên sao? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên, hỏi. Tất nhiên, cô là một giáo viên xuất sắc, trường trung học số 1 Nam Giang không thể thiếu cô được. Lê Uy Long nói, chương 257 trộm mộ sao? Anh đừng trêu tôi nữa, thời gian này không có tôi, trường trung học số 1 Nam Giang vẫn bình thường đấy sao? Lê Hồng Ngọc nói, mặc dù có thể hoạt động như bình thường, nhưng chất lượng giảng dạy chắc chắn đã giảm sút. Trong khoảng thời này cô chăm sóc cho bố mẹ mình, lúc nào họ khỏe lại thì cũng là lúc cô trở về trường. Lê Uy Long nói, trong thời gian này, anh không cho Lê Hồng Ngọc trở lại trường học vì cô ấy phải chăm sóc cho bố mẹ. Anh thật sự có cách để tôi trở lại trường làm giáo viên sao? Lê Hồng Ngọc có chút khó tin, cô ấy đã bị đuổi khỏi đội ngũ giáo viên rồi, quay trở lại làm sao được? Tôi có cách, tôi quen biết một số người, nên có thể nhờ vả được. Lê Uy Long nói, được rồi, vậy tôi sẽ đợi tin vui của anh. Lý tưởng lớn nhất của Lê Hồng Ngọc là trở thành một giáo viên. Cô ấy rất muốn được trở lại trường học. Thấy được Lê Uy Long có thể mời một bác sĩ thiên tài như Lưu Bảo Thông, và có những nhân vật lớn đến dự hôn lễ của mình, cô ấy tin chắc rằng Lê Uy Long sẽ quen biết một số người có quyền cao chức trọng. Đúng vậy, cô cứ chờ tin vui đi, Lê Uy Long nói. Lúc này, điện thoại di động của Lê Uy Long vang lên, anh lấy ra thì thấy Thiên Thành đang gọi tới. Anh biết Thiên Thành gọi đến đây, chắc chắn phải có chuyện quan trọng, nên anh bước ra khỏi phòng và đi đến một góc không có ai rồi mới trả lời. Có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Anh Thiên, có một phát hiện lớn. Thiên Thành nói. Phát hiện lớn gì? Nói nhanh, Lê Uy Long hỏi. Đêm qua, chúng tôi đã phát hiện ra những tên lính đánh thuê được giấu bên trong tập đoàn Vương Lôi đã lặng lẽ đến núi Hổ Sơn vào lúc nửa đêm. Thiên Thành nói. Bọn chúng đến núi Hổ Sơn làm gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Chính ngày hôm qua khi anh và Hà Ngọc Lan đuổi theo bọn buôn người đến núi Hổ Sơn và hạ gục bọn chúng. Họ đến núi Hổ Sơn để đào một cái hang, Thiên Thành nói. Đào một cái hang sao? Lệ Uy Long hơi kinh ngạc, lập tức nhớ tới cái hang mà Hà Ngọc Lan nhìn thấy ở núi Hổ Sơn ngày hôm qua, nơi này bị cỏ dại bao phủ và sâu khoảng 10 mét. Đúng vậy, bọn chúng đang đào một cái hang, đào đến khoảng 5 giờ sáng thì quay trở lại. Thiên Thành nói. Bọn chúng đào hang để làm gì chứ? Lệ Uy Long hỏi. Chuyện này bọn tôi cũng không biết, Thiên Thành nói. Chẳng lẽ có một ngôi mộ cổ hay kho báu dưới núi Hổ Sơn sao? Lệ Uy Long nhớ rằng ngày hôm qua Hà Ngọc Lan đã nói rằng có thể là một kẻ trộm mộ, lúc đó còn tưởng rằng đó là chuyện viển vông, bây giờ xem ra rất có thể là như vậy. Những tên lính đánh thuê này đi một quãng đường xa, và bí mật đến Hổ Sơn vào giữa đêm để đào một cái hang. Bọn chúng chắc chắn không phải dỗi hơi, có lẽ bọn chúng biết được trong đấy có đồ vật gì đó quan trọng, nên mới gắng sức làm như vậy. Bọn chúng đang trộm mộ hay trộm kho báu sao? Thiên Thành có chút ngạc nhiên khi nghe Lệ Uy Long nói điều này. Rất có thể, Lệ Uy Long nói. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói là ở núi Hồ Sơn có kho báu hay cổ mộ gì cả. Thiên Thành nói. Có rất nhiều thứ mà anh chưa được nghe đâu. Núi Hồ Sơn, giống tên của nó, là một vùng đất tốt, nên là có thể có những ngôi mộ cổ hoặc kho báu bên dưới. Lệ Uy Long mượn lời của Hà Ngọc Lan. Bây giờ anh phải khâm phục khả năng suy luận của Hà Ngọc Lan, khi nhìn thấy một cái hang, cô ấy đã có thể nghĩ đến là trộm mộ. Nhưng chúng tôi đã theo dõi bọn chúng vào đêm qua. Khi bọn chúng đi lên từ dưới hang, thì tay bọn chúng không có gì cả. Thiên Thành nói, có thể là bọn chúng chưa đào được kho báu nên chưa có được thứ mình muốn. Lệ Uy Long nói, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiên Thành cũng cảm thấy lời nói của Lệ Uy Long rất có lý. Chương 258 cùng đi đến khách sạn Thành Đạt. Tiếp tục theo dõi, trước tiên đừng có manh động, cứ để xem bọn chúng sẽ đào ra kho báu gì. Lệ Uy Long cũng muốn biết ở núi Hổ Sơn có kho báu gì. Nếu có người hỗ trợ đào kho báu ra, rồi bắt hết bọn chúng trong một lượt, thế là giảm việc đi rất nhiều. Được rồi, chúng tôi đã sắp xếp người theo dõi mọi hành động của bọn chúng. Thiên Thành nói, nếu mà anh nhìn thấy bọn chúng đưa lên cái gì, hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. Lệ Uy Long nói, vâng, anh Thiên, nếu bọn chúng thực sự tìm được bảo vật gì, thì đối phương có hơn 200 lính đánh thuê. Nếu chúng ta chiến đấu với bọn chúng thì khó tránh khỏi thương vong đâu. Thiên Thành lo lắng nói, anh không cần phải lo lắng về điều này. Chiến trường phía nam gần thành phố Đà Lạt, khi cần thiết, tôi sẽ ra lệnh cho Minh Hải đưa quân đến tiếp viện đến. Lệ Uy Long nói,
Được rồi, như vậy thì tôi yên tâm, Thiên Thành nói. Nếu bọn chúng thực sự đến Long Quốc để ăn trộm đồ, thì bọn chúng chắc chắn phải chết, và tập đoàn Vương Lôi cũng sẽ bị tôi tịch thu. Lệ Uy Long nói. Đúng vậy, cuối cùng bọn chúng cũng đã lộ diện, có vẻ như chúng đến thành phố Đà Lạt và tạo ra tập đoàn Vương Lô để làm vỏ bọc. Mục đích thực sự là đánh cắp kho báu dưới núi Hổ Sơn và sau đó thông qua tập đoàn Vương Lôi buôn lậu kho báu về Đông Quốc. Thiên Thành nói. Được rồi, đây chỉ là những phỏng đoán của chúng ta mà thôi. Chờ có kết quả thì nói sau. Lệ Uy Long nói. Buổi tối, khi chuẩn bị tan lam, Chu Nhược Mai gọi Ngô Vi đến văn phòng. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Ngô Vi hỏi. Hôm nay Huỳnh Mai Thúy bên tập đoàn Phan Thị gọi điện cho tôi. Nói rằng nhà họ Phan đồng ý hợp tác lâu dài với chúng ta, có thể tiếp tục thực hiện các dự án đang bị đình chỉ. Chu Nhược Mai nói, nhà họ Phan sẽ tốt bụng như vậy sao? Nhà họ Phan đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi rồi mà, sao có thể hợp tác với tập đoàn Galaxy đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản chứ? Ngô Vi cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ rằng họ sẽ không hợp tác với tập đoàn Galaxy. Nhưng Huỳnh Mai Thúy nói rằng nhà họ Phan có tầm nhìn xa và thấy rằng việc hợp tác với tập đoàn Galaxy chúng ta có thể mang lại lợi ích lâu dài cho nhà họ Phan, và hợp tác với tập đoàn Vương Lôi chỉ là chính lợi ích ngắn hạn mà thôi. Vì vậy, họ vẫn lựa chọn hợp tác với tập đoàn Galaxy của chúng ta. Chu Nhược Mai nói. Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Ngô Vi nói. Đúng thế, Huỳnh Mai Thúy đề nghị tôi đến khách sạn Thành Đạt của họ vào lúc 7 giờ tối nay để thảo luận chi tiết hơn. Tôi muốn cô đi cùng tôi, Chu Nhược Mai nói. Bởi vì Ngô Vi là tổng giám đốc của tập đoàn Galaxy, kinh nghiệm phong phú, mà cô chỉ là chủ tịch mới được bổ nhiệm, về nhiều mặt không bằng Ngô Vi được, cho nên cô muốn đưa Ngô Vi đi cùng để nói chuyện. Tại sao phải đến khách sạn Thành Đạt nói chuyện vậy? Nhà họ Phan muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy của chúng ta, thì phải đến tập đoàn Galaxy để nói chuyện chứ nhỉ? Ngô Vi nói. Chu Nhược Mai cho biết, bây giờ chính tập đoàn Galaxy đang nhờ vả người ta, vì vậy có lẽ họ đang tự làm giá mình, muốn chúng ta đến nói chuyện với bọn họ. Vâng, bây giờ thời thế đã khác, có người muốn hợp tác với chúng ta là tốt lắm rồi. Nhưng, tại sao lại muốn bàn chuyện làm ăn vào buổi tối chứ? Sao không nói chuyện vào ban ngày vậy? Ngô Vi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Đặc biệt là khi đi đến một khách sạn vào buổi tối để bàn chuyện kinh doanh, điều này không giống bình thường. Huỳnh Mai Thúy nói là ban ngày bà ta không có thời gian rảnh, nên chỉ có thể nói chuyện buổi tối. Chu Nhược Mai nói, hóa ra là như vậy. Nhưng tôi nghe nói chồng cô đã phá hủy khuôn mặt của Phan Thiên, cậu chủ nhà họ Phan, bọn họ không nhớ đến mối thù này sao? Làm sao còn có thể hợp tác với chúng ta chứ? Ngô Vi nhớ tới Phan Thiên bị Lệ Uy Long phá hủy khuôn mặt, nên có chút hơi nghi ngờ. Tôi cũng có thắc mắc về việc này nhưng Huỳnh Mai Thúy nói rằng đó là chuyện ân oán cá nhân. Bây giờ là sự hợp tác giữa tập đoàn Phan Thị và tập đoàn Galaxy. Chỉ cần có lợi ích, thì ân oán cá nhân có thể bỏ qua một bên. Chu Nhược Mai nói, Phan Thiên là nhân tài của thế hệ trẻ nhà họ Phan, bây giờ khuôn mặt đã bị hủy, nhà họ Phan có thể rộng lượng mà bỏ qua như vậy sao? Ngô Vi có chút không tin. Đó là những gì bà ta nói. Trong thương trường không có bạn bè hay là kẻ thù vĩnh viễn cả, chỉ có lợi ích mà thôi. Có lẽ nhà họ Phan đã tạm thời bỏ qua ân oán này để tìm kiếm lợi ích lâu dài. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, tôi sẽ đi cùng cô đến nói chuyện với bà ta. Ngô Vi nói. Bây giờ tập đoàn Galaxy đã đến bờ vực sống chết, cô ấy cũng rất lo lắng. Nếu có thể hợp tác với nhà họ Phan, tập đoàn Galaxy có thể giảm bớt được khó khăn và vượt qua được khủng hoảng lần này. Bởi vì nhà họ Phan có thực lực để tiếp nhận nhiều dự án quan trọng của tập đoàn Galaxy. Được rồi. Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Mai nói. Chương 259 quái vật xấu xí. Được, tuy nhiên, hôm nay tài xế cũng đã từ chức rồi, chúng ta không có một người lái xe, phải tự lái xe thôi. Ngô Vi nói. Chu Nhược Mai đổ mồ hôi, bây giờ tập đoàn Galaxy sa sút đến mức không có cả tài xế. Không sao, vậy chúng ta tự lái đi, lấy xe của tôi. Chu Nhược Mai nói. Được rồi. Sau đó. Ngô Vi và Chu Nhược Mai bước xuống. Sau đó, Ngô Vi lái chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai đến khách sạn Thành Đạt. Không có tài xế, Ngô Vi đành phải phụ trách việc lái xe. Tuy là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy nhưng Chu Nhược Mai lại là chủ tịch, cô ấy không thể để chủ tịch lái xe được, đúng không? Trên đường, Chu Nhược Mai gọi điện cho Lê Uy Long, nói rằng cô còn có việc phải giải quyết, có thể về muộn,
không ăn cơm ở nhà. Lệ Uy Long cũng không để ý nhiều, nên không hỏi Chu Nhược Mai phải giải quyết cái gì. Biết rằng tối nay Chu Nhược Mai sẽ không về nhà ăn tối, Lệ Uy Long cũng lười nấu ăn một mình, vì vậy anh đã rủ Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ra ngoài và cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Hà Ngọc Lan được Lệ Uy Long chủ động mời đi ăn tối, đương nhiên cô ấy rất vui, cùng Thiên Thành đi ăn tối với Lệ Uy Long một cách vui vẻ. Sau khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi đến khách sạn Thành Đạt, họ nói rằng muốn tìm Huỳnh Mai Thúy, và một người quản lý khách sạn lập tức đưa họ đến phòng họp kinh doanh của khách sạn. Khi họ đến phòng họp, Chu Nhược Mai và Ngô Vi thấy nó trống không và không có ai. Chủ tịch Huỳnh đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Chủ tịch Huỳnh tạm thời có một số việc cần giải quyết. Hai người có thể đợi ở đây một lúc, sau khi chủ tịch xử lý xong mọi việc sẽ qua. Quản lý khách sạn nói. Được rồi, vậy thì chúng tôi sẽ đợi bà ấy ở đây. Chu Nhược Mai cũng không nghi ngờ gì. Huỳnh Mai Thúy có địa vị quan trọng trong tập đoàn Phan Thị, có chuyện đột xuất cũng là bình thường. Vậy tôi đi ra ngoài trước đây, hai người cứ ngồi một chút. Quản lý khách sạn nói xong bước ra khỏi phòng họp. Chu Nhược Mai và Ngô Vi chỉ có thể đợi trong phòng họp. Một lúc sau, một người phục vụ mang cho họ hai tách trà. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đợi trong phòng họp, đợi nửa giờ, Huỳnh Mai Thúy vẫn chưa đi tới. Huỳnh Mai Thúy này sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đến vậy? Không phải đang đùa giỡn chúng ta đấy chứ? Ngô Vi nói. Để tôi gọi cho bà ấy xem. Chu Nhược Mai chờ lâu quá nên cũng có chút sốt ruột. Khi bàn chuyện làm ăn, phải chú ý đến thời gian, mình đã đợi hơn nửa giờ rồi mà bên kia vẫn chưa đến. Nếu không phải vì những khó khăn hiện tại của tập đoàn Galaxy và cần phải nhanh chóng hợp tác với tập đoàn Phan Thị, cô đã rời đi từ lâu rồi. Vì hôm nay Huỳnh Mai Thúy gọi cho Chu Nhược Mai nên điện thoại di động của Chu Nhược Mai có lưu lại lịch sử cuộc gọi. Khi cô lấy điện thoại di động ra và tìm số điện thoại của Huỳnh Mai Thúy, khi bấm gọi, cô nghe thấy điện thoại báo rằng bên kia đã tắt máy. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đột nhiên có linh cảm không tốt, cho dù Huỳnh Mai Thúy đang họp, chỉ cần để điện thoại ở chế độ im lặng là được, không cần tắt máy. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đồng thời nhìn về phía cửa, và nhìn thấy một con quái vật xấu xí với đầy vết sẹo trên mặt, dẫn theo một đám người mặc đồ đen đi vào. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bị sốc khi nhìn thấy tình huống này. Nhìn kỹ lại và thấy con quái vật xấu xí với những vết sẹo chằng chịt trên mặt hóa ra chính là một người đẹp trai và phong lưu phóng khoáng một thời, cậu chủ nhà họ Phan, Phan Thiên. Chương 260 đàm phán. Cô Chu, xin lỗi đã để cô phải chờ đợi lâu. Khuôn mặt Phan Thiên so với đang khóc còn xấu xí hơn, hắn ta nói. Phan Thiên, anh làm gì ở đây vậy? Chu Nhược Mai run lên khi nhìn thấy Phan Thiên đã trở thành một con quái vật xấu xí như thế này. Khi Ngô Vi nhìn thấy Phan Thiên có khuôn mặt xấu xí, cô ấy cũng rất sợ hãi, và dự cảm không hay của cô ấy càng tăng lên. Cô Chu, cô đừng căng thẳng như vậy. Tôi thay mặt nhà họ Phan đến bàn bạc chuyện làm ăn với cô. Phan Thiên nói. Sao anh lại đến đây nói chuyện chứ? Mẹ anh không tới nói chuyện với chúng tôi sao? Chu Nhược Mai hỏi. Mẹ tôi tạm thời đang bận không đến được, nên sai tôi đến nói chuyện với cô. Phan Thiên nói. Đây là kế hoạch trả đũa mà Huỳnh Mai Thúy hôm nay đã thảo luận với Phan Kiệt và Phan Thiên. Đầu tiên, lấy việc nhà họ Phan sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Galaxy để làm mồi nhử. Chu Nhược Mai được mời đến khách sạn Thành Đạt để thương lượng, sau đó Phan Thiên đến xử lý cô. Khách sạn Thành Đạt là khách sạn của nhà họ Phan, đây là địa bàn của nhà họ Phan, muốn chơi đùa thế nào cũng được. Tuy nhiên, việc Ngô Vi xuất hiện ở đây là một sự tình cờ, không nằm trong kế hoạch của họ. Quên đi, nhà họ Phan của anh đúng là không chân thành, không cần nói chuyện nữa, Tổng Giám Đốc Ngô, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Mai nhìn thấy Phan Thiên đang ở đây, cô đã đoán được rằng việc Huỳnh Mai Thúy hẹn mình đến đây để bàn chuyện hợp tác, có thể là một cái bẫy. Vì vậy, cô muốn rời đi càng sớm càng tốt và không muốn ở đây lâu. Được rồi, Ngô Vi trước đây cũng nghi ngờ lời đề nghị hợp tác đột ngột của nhà họ Phan, bây giờ Phan Thiên xuất hiện, cô ấy biết rằng đây là một cái bẫy. Khi những người mặc vest đen xung quanh Phan Thiên nhìn thấy Chu Nhược Mai và Ngô Vi định rời đi, họ lập tức ngăn cản các cô lại. Chu Nhược Mai và Ngô Vi kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Nhược Mai, chuyện lần trước ở nhà hàng Đại Thành cô vẫn nhớ rõ, lúc đó chính là Phan Thiên không chịu buông tha cho mình còn cố tình gây rối. Bây giờ khách sạn Thành Đạt này cũng là khách sạn của nhà họ Phan, là địa bàn của Phan Thiên. Lần này, chẳng lẽ lại gặp phải chuyện nữa sao? Tránh ra,
các người muốn làm gì hả? Chu Nhược Mai giận dữ hét lên. Nhưng những người đàn ông mặc vest vẫn không có ý nhường đường. Cô Chu, Tổng Giám Đốc Ngô, các cô không cần phải vội vàng rời đi đâu. Tôi là cậu chủ của nhà họ Phan, nhà họ Phan cử tôi đến nói chuyện với các cô. Sao lại không có thành ý chứ? Phan Thiên nói. Tôi không muốn hợp tác với nhà họ Phan nữa, được chưa? Để chúng tôi đi, Chu Nhược Mai nói. Nếu đã đến đây rồi, chúng ta hãy bàn bạc một chút, tại sao lại phải rời đi vội vàng như vậy? Phan Thiên nói. Tôi không có gì để bàn bạc với anh hết, Chu Nhược Mai nói. Bàn bạc một chút, có thể cô sẽ rất vui mừng đấy, tại sao lại từ chối sớm như vậy? Phan Thiên nói. Vậy anh muốn nói chuyện gì? Nói mau, nói xong chúng tôi phải đi, Chu Nhược Mai nói. Từ từ ngồi nghe tôi nói, tôi có ăn thịt cô đâu mà vội vàng thế. Phan Thiên thản nhiên nói. Chu Nhược Mai và Ngô Vi lúc này đã bị ngăn cản, không thể ra ngoài, vì vậy họ chỉ có thể ngồi xuống và nghe xem Phan Thiên nói gì. Chương 261 cái bẫy của nhà họ Phan. Cô Chu, Tổng Giám Đốc Ngô, tập đoàn Galaxy của các người đang cận kề thời khắc sống còn rồi, và chỉ có duy nhất nhà họ Phan mới có thể cứu được tập đoàn Galaxy. Nếu các người không hợp tác với chúng tôi, tập đoàn Galaxy rất nhanh sẽ bị phá sản, tôi nói có đúng không? Phan Thiên nói. Anh nói đúng một nửa. Mặc dù tập đoàn Galaxy của chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng nó không nghiêm trọng như là anh nói. Nếu nhà họ Phan của anh không hợp tác với tập đoàn Galaxy chúng tôi, thì cũng vẫn có đối tác khác hợp tác với chúng tôi. Ngô Vi vững vàng, không bị mất đi uy thế khi đàm phán. Ha ha, cô đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Với tình hình hiện nay của tập đoàn Galaxy, ngoài nhà họ Phan của chúng tôi ra, còn có ai dám hợp tác với các người hả? Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Phan Thiên nói. Phan Thiên, anh muốn bày tỏ cái gì hả? Đừng nói nhảm ở đây nữa, đi thẳng vào chủ đề đi, tôi không có tâm trạng nghe lời vô nghĩa của anh. Chu Nhược Mai sốt ruột nói. Được rồi, nghe theo cô Chu, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Muốn nhà họ Phan hợp tác với tập đoàn Galaxy của các người thì cũng có khả năng, nhưng mà có một điều kiện bắt buộc. Phan Thiên nói. Điều kiện bắt buộc nào? Chu Nhược Mai hỏi. Điều kiện bắt buộc là cả hai người phải trở thành người phụ nữ của tôi. Phan Thiên nói, hắn ta vốn chỉ muốn Chu Nhược Mai, nhưng không ngờ Chu Nhược Mai lại mang theo Ngô Vi, cho nên đành phải chấp nhận cả hai người. Xét cho cùng, Ngô Vi cũng là một mỹ nữ rất đẹp, về ngoại hình, cô ấy chỉ kém Chu Nhược Mai một chút mà thôi. Tuy nhiên, vóc dáng của cô ấy có phần trưởng thành và đầy đặn hơn Chu Nhược Mai. Khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi nghe thấy Phan Thiên nói ra điều này, họ lập tức xấu hổ và tức giận. Anh đừng có nằm mơ nữa. Chuyện này là không thể. Anh đúng là không biết xấu hổ. Đừng có nằm mơ. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đồng thời mắng. Nếu các cô từ chối làm người phụ nữ của tôi, tập đoàn Galaxy sẽ phá sản, và sau đó các cô sẽ trắng tay. Nếu các cô trở thành phụ nữ của tôi có thể để cho các cô tiếp tục làm chủ tịch và tổng giám đốc, được mọi người ngưỡng mộ. Tại sao không sống một cuộc sống thượng lưu chứ? Phan Thiên nói, tất nhiên là hắn ta sẽ không thực sự để nhà họ Phan hợp tác với tập đoàn Galaxy, hắn ta nói điều này chỉ để dụ bọn họ mắc bẫy mà thôi. Sau khi hắn ta chiết được các cô thì tất cả đều do hắn ta quyết định. Tôi thà rằng để tập đoàn Galaxy phá sản còn hơn là một người phụ nữ của một người đê tiện như anh. Chu Nhược Mai hung dữ nói, anh bỏ qua suy nghĩ này đi, người nhà họ Phan ở trước mặt tập đoàn Galaxy chúng tôi chẳng là cái gì cả. Anh dám dùng chuyện hợp tác với tập đoàn Galaxy để uy hiếp chúng tôi hả? Anh quá tự cao tự đại rồi đấy. Tập đoàn Phan thị của các người luôn phải cúi đầu trước tập đoàn Galaxy của chúng tôi. Ngô Vi nói. Đó là trước đây thôi, các người có thể nhìn nhận lại tình hình hiện giờ được không? Thời thế đã thay đổi, bây giờ đến lượt tập đoàn Galaxy cúi đầu trước nhà họ Phan của chúng tôi. Phan Thiên nói. Bất kể thế nào, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều kiện vô liêm sỉ này. Tập đoàn Galaxy có thể tồn tại mà không cần đến nhà họ Phan của anh. Dù có phá sản, cũng sẽ không chịu thua các người. Ngô Vi nói. Phan Thiên, nếu anh thực sự muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy của chúng tôi, hãy thể hiện một số thành ý đi, nói những điều nghiêm túc, đừng muốn dùng những điều khoản như vậy để giao dịch nữa. Chu Nhược Mai nói. Ngoại trừ điều kiện mà tôi đã nói, thì đừng nghĩ đến hợp tác với nhà họ Phan chúng tôi nữa. Phan Thiên nói. Anh đúng là một con quái vật xấu xí, không bao giờ có được chúng tôi đâu. Làm phụ nữ bên cạnh một người xấu xí như anh, tôi đây thả chết đi cho xong.
Chu Nhược Mai nói. Phan Thiên khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này, lòng tự tôn của hắn ta bị kích thích rất nhiều, hắn ta vô cùng tức giận, giận dữ nói, tôi đã trở thành một con quái vật xấu xí, không phải là nhờ chồng cô làm sao. Chồng cô đã phá hủy tôi sẽ cho anh ta bị cắm sừng. Chồng cô đã hủy hoại tôi, và tôi sẽ bắt cô phải chịu bồi thường. Chỉ khi có được cô, tôi mới cảm nhận được sự sảng khoái của việc trả thù và xoa dịu được trái tim bị tổn thương của mình. Bởi vì khuôn mặt Tống Văn Kiệt trông rất xấu xí, bây giờ tức giận thì trông vô cùng đáng sợ. Khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy Phan Thiên có vẻ ngoài dữ tợn và đáng sợ như vậy, cả hai bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Ngô Vi là một phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc, cô ấy tương đối trưởng thành và ổn định, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, cô ấy cũng bắt đầu run sợ khi thấy như này. Chương 262 bị bắt giữ. Chồng tôi phá hủy khuôn mặt của anh, đó là vì do anh tự gây nên. Nếu anh mà dám lặp lại những sai lầm tương tự, để cho chồng tôi biết thì kết quả còn thảm hại hơn lúc trước rất nhiều đấy. Chu Nhược Mai nói, đó là lúc trước thôi, nhưng lần này, không ai có thể tới cứu cô. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, để cho con nhỏ chết tiệt Nguyễn Tú Cẩm kia gọi điện cho chồng cô. Lần này, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Phan Thiên nói, nghe thấy lời Phan Thiên, Chu Nhược Mai và Ngô Vi vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện cho Lệ Uy Long ngay lập tức. Tuy nhiên, khi họ vừa lấy điện thoại ra thì bị hai người đàn ông mặc vest bước tới giật điện thoại của họ. Sao anh lại lấy điện thoại di động của chúng tôi hả? Trả lại đây, Chu Nhược Mai tư tức giận nói. Muốn gọi Lệ Uy Long sao? Không được đâu, Phan Thiên lạnh lùng nói. Lần này, hắn ta sẽ không bao giờ để họ mang theo điện thoại, để phòng bi kịch lần trước lại xảy ra. Nếu anh không trả lại điện thoại cho chúng tôi sẽ kiện anh tội cướp giật. Ngô Vi hung dữ nói. Cướp giật thì tính là cái gì? Tí nữa tội của tôi còn nặng hơn nữa cơ. Phan Thiên cười xấu xa. Phan Thiên, bài học lần trước đối với anh vẫn chưa đủ sâu sắc sao? Nếu không muốn chết thì để chúng tôi đi ngay. Chu Nhược Mai nói. Không dễ dàng để chạy khỏi đây đâu. Lần này, các người có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây. Phan Thiên nói. Chúng tôi đều đã nói là không muốn làm người phụ nữ của anh rồi mà, cũng không muốn hợp tác với nhà họ Phan các người nữa, anh rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Vi hỏi. Bây giờ cô vẫn không hiểu sao? Nhà họ Phan của chúng tôi không có ý định muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy của các người đâu. Tập đoàn Galaxy sắp phá sản rồi. Làm sao nhà họ Phan của chúng tôi lại có thể hợp tác với một tập đoàn Galaxy sắp phá sản chứ? Các người đừng có mơ tưởng nữa. Mẹ tôi đã nói là nhà họ Phan muốn hợp tác với các người, đó chỉ là một cái bẫy để lừa các người đến tận đây thôi. Phan Thiên nói. Không muốn hợp tác với chúng tôi, tại sao vừa rồi anh lại nhắc tới những điều kiện bắt buộc đó chứ? Ngô Vi tức giận hỏi. Vừa rồi tôi muốn dùng biện pháp mềm mại để dụ dỗ các cô phải ngoan ngoãn, nhưng nếu các người không chấp nhận điều kiện đấy, thì tôi đành phải cứng rắn. Mẹ tôi lừa các người đến đây, chính là vì muốn tôi chiếm được các cô. Có muốn hợp tác hay không? Tôi cũng sẽ chiếm được các cô. Dù dùng cách mềm mỏng hay cứng rắn, đêm nay các người không tránh khỏi rồi. Chu Nhược Mai và Ngô Vi nghe Phan Thiên nói xong, đồng thời tức giận, tự trách mình quá ngu ngốc. Đáng lẽ ra không nên tin nhà họ Phan. Nếu có thể cảnh giác hơn, bọn họ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nhưng mà, bọn họ cũng biết, sở dĩ lúc trước tin tưởng vào nhà họ Phan là bởi vì lời ngon tiếng ngọt của Huỳnh Mai Thúy quá tốt. Hơn nữa tập đoàn Galaxy thực sự đang lâm vào bước đường cùng, tới thời điểm sống còn rồi. Họ muốn cứu tập đoàn Galaxy nên đã mạo hiểm và chọn đặt niềm tin vào nhà họ Phan. Sau đó, Phan Thiên nói với Ngô Vi Tổng Giám Đốc Ngô, vốn dĩ cô không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng cô đã đi theo Chu Nhược Mai tới đây rồi, tôi cũng lấy cô luôn. Dù sao thì cô cũng là một mỹ nhân thượng hạng, Phan Thiên nói. Phan Thiên, mẹ con các người sao lại đê tiện như thế hả? Không sợ chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Phan sao? Chu Nhược Mai tức giận nói. Trong lòng cô bây giờ rất áy náy, cô mang theo Ngô Vi đến đây, nếu lần này bị Phan Thiên làm hại, thì chính là cô đã gián tiếp làm hại Ngô Vi. Chuyện này sẽ không ai biết đâu, bởi vì tôi cá là các người sẽ không dám nói ra, các người cũng phải coi trọng danh tiếng của mình. Phan Thiên nói. Anh sai rồi, nếu các người dám làm điều sằng bậy. Tôi nhất định sẽ kể ra tội ác của anh. Tôi muốn anh và cả nhà họ Phan bị diệt vong. Tôi còn muốn anh phải nhận hình phạt nặng nhất, anh sẽ bị xử bắn. Ha ha, tốt lắm,
Dù sao thì tôi cũng đã bị chồng của cô phá hủy khuôn mặt, tôi đã không muốn sống nữa rồi, chúng ta hãy cùng nhau sa đọa đi, vứt hết thanh danh đi. Dù có chết tôi cũng sẽ chiếm được các người, thì dù có chết cũng mãn nguyện rồi. Từ khi khuôn mặt của Phan Thiên bị phá hủy, tâm lý của hắn ta dần trở nên không bình thường. Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy gân xanh của Phan Thiên lộ ra, trong lòng các cô vô cùng hoảng sợ, không biết nên đối phó với tên tâm thần này như thế nào. Lúc này, Phan Thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với họ nữa, nói với những người đàn ông mặc vest, bắt bọn họ đến phòng VIP đi. Hôm nay cậu chủ nhất định phải hưởng thụ một phen. Vâng, những người mặc vest bước tới và bắt Chu Nhược Mai và Ngô Vi. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều kinh hãi và vùng vẫy liên tục. Nhưng họ chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao có thể thoát khỏi những người đàn ông này chứ? Chương 263 tình thế nguy hiểm. Những người mặc vest này đều là vệ sĩ của nhà họ Phan, sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngay sau đó, Chu Nhược Mai và Ngô Vi được những người đàn ông mặc vest này đưa ra khỏi phòng họp. Phan Thiên theo sau bước ra khỏi phòng họp. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bị kéo trên hành lang đến phòng VIP, Chu Nhược Mai và Ngô Vi không ngừng la hét, hy vọng sẽ có người tới giúp. Tuy nhiên, đây là địa bàn của nhà họ Phan, những người phục vụ phòng trong khách sạn đều biết Phan Thiên, cho dù nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Nhược Mai và Ngô Vi, cũng không ai dám xen vào. Hơn nữa, để có thể chiếm được Chu Nhược Mai, Phan Thiên đã không cho khách ở trên tầng này. Tất cả các phòng trên tầng này đã được dọn sạch và sẽ không nhận khách trên đây. Cứ hét lên, cho dù hét nát cả họng cũng không có ai đến cứu các người đâu. Phan Thiên đắc ý nói. Chỉ cần Chu Nhược Mai và Ngô Vi được đưa vào phòng VIP đã được chuẩn bị trước là xong. Bởi vì hắn ta đã cho người trong phòng phun một loại bình xịt đặc biệt, chỉ cần bọn họ bước vào phòng sẽ trúng độc, lúc đấy thì hắn ta tùy ý mà sắp xếp. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều vô cùng xót xa, trong địa bàn nhà họ Phan, thì kêu thế nào cũng không ai cứu được. Hơn nữa, điện thoại di động của họ đã bị lấy mất nên cũng không gọi được cho Lê Uy Long, cũng không thể gọi cảnh sát được. Có vẻ như lần này là thực sự xong rồi. Cứu, cứu tôi với. Cứu, cứu. Chu Nhược Mai và Ngô Vi không cam lòng, vẫn đang kêu cứu. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận như sấm sét đột nhiên vang lên, buông chị Dư Hân ra ngay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chu Nhược Mai khi nghe thấy là chị Dư Hân, lập tức sửng sốt, chẳng lẽ ở đây gặp được người quen sao? Sau khi mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đang mặc đồ dọn vệ sinh, mắt anh ta như bốc lửa, và đằng đằng sát khí đi đến. Chu Nhược Mai nhìn lại và thấy người đàn ông mặc áo lao công và đầy sát khí này chính là Triệu Đình Tuy mà cô đã gặp ở bờ sông đêm hôm trước. Chu Nhược Mai không thể tin vào mắt mình. Làm sao cô có thể gặp Triệu Đình Tuy ở đây chứ? Đêm hôm trước, Triệu Đình Tuy cầu xin người khác 20 tệ ở trên bờ sông để cho em gái ăn một bữa, nhưng bị người xem chế giễu, không ai chịu bố thí, cuối cùng cô đưa cho Triệu Đình Tuy 7 triệu. Sau khi Triệu Đình Tuy rời đi, cô rất hối hận vì đã quên mất thu xếp công việc cho anh ta, để anh ta đến tập đoàn Galaxy làm bảo vệ. Cô nghĩ rằng cô gặp Triệu Đình Tuy chỉ là một lần và sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng không ngờ lại gặp anh ta sớm như vậy. Và anh ta đã xuất hiện khi cô đang trong tình trạng nguy hiểm nhất. Chị Dư Hân, đừng hoảng sợ. Triệu Đình Tuy em sẽ đến cứu chị. Triệu Đình Tuy đằng đằng sát khí, vừa đi vừa nói. Chương 264 Triệu Đình Tuy. Triệu Đình Tuy cũng không ngờ lại gặp được Chu Nhược Mai ở đây, nhìn thấy ân nhân bị ức hiếp, đương nhiên là anh ta sẽ ra tay cứu giúp. Tối hôm đó, anh được Chu Nhược Mai đưa cho 7 triệu. Nên đã thuê nhà cho em gái ở, sau đó anh ta ra ngoài tìm việc, tình cờ thấy khách sạn Thành Đạt đang tuyển người dọn dẹp nên đã xin vào làm. Khi người phụ trách tuyển dụng thấy anh ta có cơ thể mạnh mẽ nên đã thuê anh ta. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh ta, vừa rồi khi anh ta đang phân loại rác ở hành lang, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Nhược Mai và Ngô Vi kêu cứu. Anh ta nhìn lại và thấy một trong hai người phụ nữ, chính là Chu Nhược Mai, người đã đưa cho anh ta 7 triệu vào đêm hôm trước. Vì vậy, anh ta đã lập tức hét lên và chạy tới cứu giúp. Khi Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy mặc quần áo của nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn, và biết anh ta là nhân viên khách sạn của mình, hắn ta lập tức tức giận, anh chỉ là một người dọn dẹp, đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không anh sẽ bị đuổi việc. Những vệ sĩ nhìn thấy Triệu Đình Tuy chỉ là một người dọn dẹp vệ sinh, cũng tỏ ra coi thường. Buông chị Dư Hân ra,
nếu không tất cả các người sẽ phải trả giá rất đắt. Triệu Đình Tuy nói, giết chết tên dọn vệ sinh này rồi ném xuống sông cho cá ăn. Phan Thiên nóng lòng muốn hưởng thụ Chu Nhược Mai và Ngô Vi, cũng không có thời gian để dây dưa với Triệu Đình Tuy, lập tức ra lệnh. Các vệ sĩ nghe lệnh lập tức lao về phía Triệu Đình Tuy. Triệu Đình Tuy chạy nhanh đi, giúp chúng tôi gọi điện và báo vụ việc cho cảnh sát. Chu Nhược Mai lo lắng hét lên khi thấy vệ sĩ của Phan Thiên lao về phía Triệu Đình Tuy. Có hơn 20 vệ sĩ, mà Triệu Đình Tuy chỉ có một người, cô cảm thấy Triệu Đình Tuy nhất định không phải là đối thủ của đám vệ sĩ này, bảo anh ta trốn đi báo tin là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, ngay cả Triệu Đình Tuy cũng sẽ bị bắt tại đây, và không có ai có thể đến cứu mình được. Chị Dư Hân đừng hoảng, em không để ý đến đám vớ vẩn này đâu, xem em có thể hạ gục bọn chúng như thế nào này. Triệu Đình Tuy không những không bỏ chạy mà còn ngạo nghễ nói. Chu Nhược Mai là ân nhân của mình, anh ta làm sao có thể chạy trốn mà bỏ mặc cô được chứ? Anh ta cũng không có điện thoại di động, làm sao có thể gọi điện báo tin được? Nếu bạn chạy đi báo tin với cảnh sát thì đã quá muộn khi cảnh sát đến giúp rồi. Hơn nữa anh ta thật sự không quan tâm đến 20 tên vệ sĩ danh tiếng này, nếu chuyện gì mà mình có thể giải quyết được thì đâu cần phải báo cảnh sát. Khi Chu Nhược Mai thấy Triệu Đình Tuy không những không chịu nghe khuyên bảo mà còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy, đột nhiên cô toát mồ hôi hột. Triệu Đình Tuy này có bị choáng váng không? Anh ta không nhận ra những vệ sĩ này đều rất mạnh sao? Ngô Vi cũng toát mồ hôi hột, cô ấy không biết Chu Nhược Mai gặp phải người ngông cuồng này ở đâu. Khi Triệu Đình Tuy mở miệng đều gọi là chị Dư Hân, trong mắt anh ta chỉ có chị Dư Hân, cô ấy thậm chí còn có chút lo lắng, nếu Triệu Đình Tuy có thể cứu được người, liệu có phải chỉ có cứu mỗi Chu Nhược Mai ra và để lại mình không? Rất nhanh, các vệ sĩ đã lao tới trước mặt Triệu Đình Tuy. Một tên vệ sĩ lao đến phía trước đã tung một cú đấm đến mặt Triệu Đình Tuy. Triệu Đình Tuy gầm lên, bất ngờ tung một cú đấm đánh trả nắm đấm của đối phương. Bốp, rắc rắc, á. Hai cú đấm chạm nhau, kèm theo tiếng xương gãy, và sau đó là tiếng hét. Người vệ sĩ lập tức bị Triệu Đình Tuy đánh bay ra đằng sau, và cánh tay phải của gã ta đã bị biến dạng. Trong lúc bay ngược về sau, tên vệ sĩ này còn đụng vào nhiều đồng bọn. Nhìn thấy điều này, cả Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều bị sốc. Thì ra Triệu Đình Tuy là cao thủ, cho nên anh ta mới kiêu ngạo như vậy sao? Chỉ có kẻ mạnh mới có thể kiêu ngạo. Người không có sức lực dù muốn điên cũng không dám điên. Chương 265 quá mạnh mẽ. Một cú đấm có thể làm gãy tay đối thủ, và đánh bay ngược về sau, họ mới chỉ thấy Lê Uy Long có thể làm được. Liệu sức mạnh của Triệu Đình Tuy này có thể so sánh với Lê Uy Long không? Khi Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy đấm một trong những vệ sĩ của mình bay ngược về sau, hắn ta toát mồ hôi lạnh. Từ lúc nào trong khách sạn của nhà mình lại có một người dọn vệ sinh mạnh mẽ thế này vậy? Bọn vệ sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một tên đồng bọn bị bay ngược về sau, nhưng bọn chúng đã phóng lao nên đành phải theo lao, tiến lên phía trước. Bốp bốp bốp. Đối mặt với hơn 20 vệ sĩ vây quanh, Triệu Đình Tuy không chút sợ hãi, liên tục đấm ra. A! Các vệ sĩ liên tục bị Triệu Đình Tuy đánh bay, kêu gào thảm thiết. Hành lang của khách sạn không được rộng rãi, vệ sĩ của Phan Thiên mặc dù rất đông nhưng không có chỗ để cùng lên một lúc. Họ phải lao lên từng đợt để đánh Triệu Đình Tuy. Còn Triệu Đình Tuy lại như một vị chiến thần, không ai có thể vượt qua được, dù có bao nhiêu người lao lên, chỉ cần một cú đấm của anh ta là bay ngược về rồi, cũng không lùi bước nửa bước. Sắc mặt của Phan Thiên ngày càng tái nhợt khi nhìn thấy vệ sĩ của mình hạ gục liên tục. Kế hoạch hoàn hảo của hắn ta sắp sửa hoàn thành, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một nhân viên vệ sinh mạnh mẽ như vậy. Người dọn vệ sinh này là quái vật ở đâu đến vậy? Khách sạn của mình không ngờ lại chứa một cao thủ như thế này, vậy mà mình không biết chút nào. Nếu biết trước khách của mình có cao thủ khỏe mạnh như này, hắn ta chắc chắn sẽ thu mua, không để anh ta làm một nhân viên dọn vệ sinh được, còn thấy còn mạnh hơn 20 vệ sĩ này nữa. Nhưng Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã rất ngạc nhiên khi họ thấy Triệu Đình Tuy mạnh mẽ như vậy và đánh những người vệ sĩ này xuống đất. Trong lòng các cô vô cùng vui vẻ, lúc đầu đã nghĩ là chuyện này khó thoát khỏi rồi. Nhưng không ngờ Triệu Đình Tuy lại đến giải cứu các cô vào phút cuối. Trong chốc lát, Triệu Đình Tuy đã hạ gục tất cả hơn 20 vệ sĩ, sau đó bước qua đám vệ sĩ đang ở trên sàn nhà, hầm hầm sát khí đi về phía Phan Thiên. Những vệ sĩ bị thương vào lúc này, vô cùng thảm hại, nhìn thấy Triệu Đình Tuy bước qua mình, mà không thể di chuyển được. Ngay cả khi họ có thể ra tay, họ cũng không dám làm.
Bởi vì bọn họ đã biết thực lực của Triệu Đình Tuy, nếu bọn họ dám ra tay, nhất định sẽ bị anh ta đánh cho tơi bời. Khi Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy như một hung thần đi về phía mình, hắn ta đột nhiên run lên. Tình cảnh này tương tự như cách Lệ Uy Long đi về phía hắn ta lần trước ở nhà hàng Đại Thành. Lần này, đã tránh không cho Lệ Uy Long lao đến đây, nhưng hắn ta không ngờ rằng một người dọn dẹp với sức mạnh đáng sợ như này lại làm hỏng việc của hắn ta. Chu Nhược Mai và Ngô Vi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Triệu Đình Tuy đã chiến thắng, và cuối cùng lần này họ cũng đã được cứu rồi. Anh định làm gì hả? Phan Thiên run rẩy hỏi. Tên xấu xí như anh muốn bắt nạt chị Dư Hân hả? Triệu Đình Tuy lạnh lùng hỏi. Không, không phải tôi không bắt nạt cô ấy, tôi chỉ muốn đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Phan Thiên run giọng nói. Anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Vừa rồi tôi nghe rõ ràng là anh đã sai những tên vô dụng này lên đánh tôi. Chắc anh là ông chủ, Triệu Đình Tuy nói. Phan Thiên không thể che giấu sự thật với Triệu Đình Tuy, đành phải nói, vị anh hùng này, hãy nghe tôi nói, khách sạn này là của nhà tôi, còn tôi là cậu chủ của khách sạn này. Anh là cao thủ hiếm có, chỉ cần anh theo tôi là được. Tôi nhất định sẽ trọng dụng anh, để anh ăn ngon, uống say, nhất định không chỉ để anh làm nhân viên vệ sinh được. Chương 266 ân nhân. Đừng nói những lời vô ích như vậy nữa. Chị Dư Hân có ơn với tôi, anh đừng cố gắng lôi kéo tôi nữa. Triệu Đình Tuy nói. Làm sao mà cô ấy lại có ơn với anh vậy? Phan Thiên hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, Chu Nhược Mai làm sao có thể biết một người dọn dẹp trong khách sạn của hắn ta chứ? Nếu Chu Nhược Mai có ơn với anh ta, làm sao anh ta có thể bỏ mặc được? Buổi tối hai hôm trước, tôi bị lưu lạc đến thành phố Đà Lạt này. Tôi đi khắp nơi cầu xin ít tiền để cho em gái tôi ăn một bữa, nhưng không ai chịu cho. Đến khi chị Dư Hân cho, thì đã cứu sống được em gái tôi. Ơn cứu mạng này, chẳng lẽ không đủ lớn sao? Triệu Đình Tuy nói. Cô ấy đã cho anh bao nhiêu tiền? Phan Thiên hỏi. Đưa cho tôi 7 triệu. Triệu Đình Tuy nói. Lập tức Phan Thiên toát mồ hôi hột, chỉ cần đưa ra 7 triệu là có thể mua được một siêu cấp cao thủ như vậy. Tại sao hắn ta chưa gặp phải chuyện tốt như vậy chứ? Tuy nhiên, dù có gặp thì hắn ta cũng không cho. Bởi vì hắn ta chắc chắn không biết rằng Triệu Đình Tuy là một cao thủ. 7 triệu là một số tiền quá nhỏ, không đáng nói. Nếu như anh đứng về phía tôi có thể cho anh 70 triệu. Phan Thiên nói. Phan Thiên cảm thấy người này đang cần tiền nên mới đến đây dọn nhà vệ sinh, chỉ cần chi nhiều tiền hơn thì chắc chắn sẽ mua chuộc được anh ta. Chỉ cần Triệu Đình Tuy này đứng về phía hắn ta. Hắn ta có thể thực hiện ước nguyện của mình với Chu Nhược Mai và Ngô Vi. Có thể chơi một lúc hai người đẹp như vậy, 7 tỷ rất đáng giá. Nếu không, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này khó có cơ hội như vậy. Bên cạnh đó, với thực lực của Triệu Đình Tuy, anh ta cũng đáng giá 7 tỷ. Nhà họ Phan không có gì ngoài tiền, chỉ là 7 tỷ, chẳng đang nhắc tới. Anh có cho tôi thêm tiền cũng vô ích, chị Dư Hân đã cho tôi 7 triệu khi tôi gặp khó khăn và tuyệt vọng nhất. Dù không nhiều nhưng đó là tiền cứu mạng em gái tôi. Chị Dư Hân là người đã cứu mạng em gái tôi. Bây giờ tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, nên bây giờ anh có cho tôi 7 tỷ thì cũng có ích gì đâu. Triệu Đình Tuy nói. Chu Nhược Mai không ngờ Triệu Đình Tuy sẽ từ chối 7 tỷ mà Phan Thiên đưa, và lựa chọn đứng về phía cô. Chẳng qua là mình chỉ đưa cho anh ta 7 triệu mà thôi, vậy mà lại luôn đứng về phía mình. Khi Ngô Vi nghe Triệu Đình Tuy nói điều này, cuối cùng cô ấy cũng biết rằng chính Chu Nhược Mai đã từng giúp Triệu Đình Tuy và đã cho anh ta 7 triệu. Thảo nào anh ta lại đến cứu giúp. Thấy Triệu Đình Tuy im lặng, Phan Thiên nói, 7 tỷ rất nhiều đấy, chắc chắn là có chỗ dùng chứ. Tiền chẳng lẽ vô dụng sao? Không phải vừa nãy anh nói là có em gái sao? Chỉ cần có 7 tỷ này thì em gái anh và anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hãy tính toán cẩn thận, 7 tỷ hơn 7 triệu 1.000 lần đấy. Cô ấy chỉ đưa cho anh 7 triệu. Có ích lợi gì chứ? Đừng nói lung tung, Triệu Đình Tuy tôi là một người sống có nguyên tắc, chị Dư Hân đã giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn nhất và tôi phải trả ơn chị ấy. Anh chỉ muốn thu mua tôi khi thấy tôi mạnh mẽ mà thôi. 7 triệu của chị ấy là giúp đỡ khi người ta gặp nạn. Giá trị hơn 7 tỷ của anh rất nhiều, Triệu Đình Tuy nói. Phan Thiên mồ hôi nhễ nhại, đầu óc của Triệu Đình Tuy này giống như một khúc gỗ vậy, dù nói gì đi nữa thì anh ta cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Một đứa con nhà giàu như hắn ta sẽ không biết được cảm giác tuyệt vọng của người nghèo, dù được cho một que diêm cũng có thể khiến anh ta ấm lòng và khiến anh ta cảm kích.
nếu anh ta đã ổn lại rồi thì cho dù có cho anh ta bất cứ thứ gì cũng không quan tâm. Khi Triệu Đình tuy đang trong lúc khó khăn nhất, Chu Nhược Mai đã tìm đến và giúp đỡ anh ta, vì vậy anh ta chỉ đứng về phía Chu Nhược Mai, cho dù Phan Thiên có đối xử hào phóng như thế nào, anh ta cũng không lay chuyển quyết định của mình. Tại sao lúc đầu Lê Uy Long cũng như thế này? Khi tuyệt vọng và bất lực nhất, anh đã được Chu Nhược Mai giúp đỡ, nên anh đã sẵn lòng ở rể, và bảo vệ Chu Nhược Mai cả đời. Bây giờ anh không còn gì để nói nữa, đúng không? Triệu Đình tuy lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm Phan Thiên. Anh định làm gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Triệu Đình Tuy, Phan Thiên lại kinh hãi. Chương 267 dám bắt nạt chị Dư Hân, cho dù là ai tôi cũng sẽ đánh như thường. Anh có can đảm bắt nạt chị Dư Hân, đương nhiên tôi muốn đánh chết anh. Triệu Đình Tuy hùng hồn nói. Anh là nhân viên khách sạn của tôi là ông chủ của anh không thể đánh ông chủ được. Phan Thiên nói. Anh là ông chủ thì thế nào? Người dám bắt nạt chị Dư Hân, cho dù là ai tôi cũng sẽ đánh như thường. Dù sao tôi cũng chỉ mới trực một ngày, công việc này tôi không làm. Triệu Đình Tuy nói xong thì đá mạnh vào bụng của Phan Thiên. Phan Thiên bị Triệu Đình Tuy đá trúng bụng, lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngược ra phía sau. Lúc ngã xuống đất, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, bụng như muốn đảo lộn. Cả ruột gan nội tạng dường như cũng muốn thay đổi vị trí, vô cùng đau đớn. Trong lòng của hắn ta vô cùng đau buồn, lần trước cũng muốn quấy rối Chu Nhược Mai, lại bị Lê Uy Long đánh cho một trận tơi bời khói lửa, còn bị hủy đi gương mặt. Lần này hắn ta thấy mình sắp thành công rồi, kết quả nửa đường lại xuất hiện một tên nhóc miệng còn hôi sữa điên cuồng. Chị Dư Hân, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Triệu Đình tuy nói xong thì kéo tay của Chu Nhược Mai, muốn dẫn cô rời đi. Chờ tôi một chút, Ngô Vi đổ mồ hôi, đúng là trong mắt của Triệu Đình tuy chỉ có chị Dư Hân của anh ta. Đúng là bỏ mặc mình mà rời đi. Triệu Đình tuy dừng bước lại, hỏi cô và chị Dư Hân là bạn của nhau sao? Ngô Vi lại đổ mồ hôi, chẳng lẽ anh ta không thấy mình và Chu Nhược Mai cùng nhau bị bắt đi sao? Nếu không phải là bạn thì sao bị bắt cùng nhau chứ? Chưa đợi Ngô Vi trả lời, Chu Nhược Mai đã bước lên phía trước, nói, đúng thế, cô ấy là bạn của chị, em cũng phải cứu cô ấy ra ngoài. Được, cô ấy đã là bạn của chị thì hãy cùng đi đi. Triệu Đình Tuy nói. Ngô Vi cũng không nói gì thêm, lập tức đi theo Triệu Đình Tuy. Nơi này là địa bàn của Phan Thiên, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được. Đi ngang qua tên vệ sĩ đã lấy đi điện thoại di động của Chu Nhược Mai và Ngô Vi, Chu Nhược Mai nói ra chờ một lát. Còn chờ cái gì nữa? Triệu Đình Tuy ngạc nhiên hỏi. Gã đã cầm điện thoại di động của chúng ta, chỉ muốn lấy điện thoại về. Chu Nhược Mai nói. Mặc dù chiếc điện thoại đó cũng không có giá trị gì mấy, nhưng mà trong điện thoại di động có rất nhiều thứ quan trọng, bị mất sẽ rất phiền phức. Vậy thì cũng nên lấy lại điện thoại của hai người mới phải. Triệu Đình tuy nói, chị không dám lấy, Chu Nhược Mai nhìn thấy tên vệ sĩ kia mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung dữ, cũng không dám lấy lại điện thoại di động của mình từ trên người gã. Triệu Đình tuy biết Chu Nhược Mai sợ hãi tên vệ sĩ này lại đột nhiên ra tay làm cô bị thương. Vì thế anh ta đạp mạnh một đạp vào tim của gã vệ sĩ này. Gã vệ sĩ kia kêu thảm lên một tiếng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, sau đó chết ngất. Sau đó, Triệu Đình tuy lấy điện thoại của Chu Nhược Mai và Ngô Vi trên người gã, giao cho hai người. Còn những người vệ sĩ kia thấy Triệu Đình tuy tàn bạo như thế thì bị dọa đến cả người run rẩy, thậm chí còn người còn nhắm hai mắt lại giả chết. Sau khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi cầm lại điện thoại của mình thì cũng nhanh chân bước theo Triệu Đình Tuy về phía thang máy. Sau đó, ba người đứng ở chờ thang máy. Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Triệu Đình Tuy vừa đi vào thang máy, Phan Thiên đã quát những người hộ vệ kia, mau thông báo cho bảo vệ của khách sạn, ngăn bọn họ ở lầu 1, đừng để cho bọn họ chạy. Chương 268 mau gọi điện cho chồng cô tới cứu. Những tên vệ sĩ bị thương không nặng kia thi nhau lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ khách sạn, bảo bọn họ ngăn lại bọn người Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Triệu Đình Tuy ở lầu 1. Mau đỡ tôi, Phan Thiên hét lớn tức giận với những tên vệ sĩ kia. Hắn ta thật sự không cam lòng, vô cùng không cam lòng, con vịt đã nấu chín dâng tới tận miệng rồi, tuyệt đối không thể để nó chạy. Khách sạn Thành Đạt rất lớn, kinh doanh rất nhiều hạng mục, có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Vì thế bảo vệ cũng đặc biệt nhiều, cộng lại có hơn 100 tên. Mặc dù Triệu Đình tuy biết đánh nhau, nhưng mà hai tay khó đánh lại bốn tên.
hắn ta cũng không tin chỉ một mình Triệu Đình Tuy có thể đấu lại được hơn 100 tên vệ sĩ. Vì thế, hắn phải đứng lên, muốn xuống lầu một tự mình giám sát, đánh chết Triệu Đình Tuy, một lần nữa bắt Chu Nhược Mai và Ngô Vi trở lại, tra tấn hai người bọn họ. Những vệ sĩ bị thương không nặng kia nghe được mệnh lệnh của Phan Thiên thì lập tức từ dưới đất đứng dậy, chạy tới đỡ Phan Thiên lên. Mau dìu tôi đi tới thang máy xuống lầu. Phan Thiên lại quát lên. Những tên vệ sĩ này đành phải đỡ Phan Thiên đi vào thang máy, sau đó cùng hắn ta đi thang máy xuống lầu. Khách sạn Thành Đạt có mấy thang máy Phan Thiên đi khác với thang máy bọn người Chu Nhược Mai đi. Trong thang máy, Chu Nhược Mai cảm động nói với Triệu Đình Tuy, Triệu Đình Tuy, cảm ơn em đã cứu bọn chị, không thì bọn chị thảm rồi. Chị Dư Hân đừng khách sáo, em đã nói là nhất định em sẽ báo đáp ân tình của chị, dù cho phải xông vào khói lửa cũng không chối từ. Bây giờ cứu chị cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc đến. Triệu Đình Tuy nói, nếu không phải em xuất hiện kịp thời, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Em tiện tay mà thôi, nhưng đã cứu được sự trong sạch của hai chị. Chu Nhược Mai nói, dù cho nằm mơ cô cũng không nghĩ tới vào thời khắc nguy hiểm nhất, lại là Triệu Đình Tuy ra tay cứu giúp. Đây cũng đúng là nhân quả tuần hoàn, thiện hữu thiện báo, mình chỉ làm một việc thiện nhỏ bé thôi mà đã để Triệu Đình Tuy mang ơn mà cứu giúp mình. Vừa rồi, nếu không phải gặp được Triệu Đình Tuy, đồng thời được anh ta ra tay giúp đỡ, chắc chắn bây giờ mình và Ngô Vi đang bị Phan Thiên làm nhục. Nếu bị kẻ quái dị như Phan Thiên hủy đi trong sạch, vậy thì so với ăn phải con ruồi còn buồn nôn hơn, sống không bằng chết. Xem ra, sau này phải tiếp tục làm nhiều chuyện tốt mới được. Tích đức nhiều một chút, sau này mình gặp nguy hiểm hay là có lúc khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. Sao chị lại bị kẻ quái dị như thế bắt tới đây? Triệu Đình Tuy hỏi. Chuyện này một lời khó nói hết. Sao em lại đi làm ở đây? Chu Nhược Mai cũng hỏi. Trong lúc em không tìm được công việc tốt, thì ở đây có thông báo tuyển dụng công nhân vệ sinh, nên đành phải tới đây làm tạm. Không nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm đã thấy bị bắt nạt ở đây. Triệu Đình Tuy nói. Ngô Vi nhìn thấy hai người Triệu Đình Tuy và Chu Nhược Mai liên tục nói chuyện phiếm, đã xem mình là không khí. Cô đành nói, hai người đừng vui mừng quá sớm. Nơi này vẫn là địa bàn của nhà họ Phan, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Chu Nhược Mai nghe Ngô Vi nói như thế, lập tức như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nhớ tới bây giờ mình vẫn đang ở trong thang máy, vẫn chưa thoát khỏi khách sạn Thành Đạt. Nếu theo dự đoán của tôi, chờ sau khi chúng ta xuống lầu 1, chắc chắn sẽ bị bảo vệ bao vây. Ngô Vi nói. Sao mà cô biết, Chu Nhược Mai hoảng sợ nói. Tôi đoán, Phan Thiên bị Triệu Đình Tuy đánh trên địa bàn của mình. Chắc chắn hắn ta sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ không cam lòng để chúng ta đi như thế. Ngô Vi nói. Chu Nhược Mai cũng cảm thấy Ngô Vi nói vô cùng đúng, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ thừa dịp có chút thời gian, nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng cô, bảo anh ta tới cứu chúng ta. Ngô Vi đề nghị. Chu Nhược Mai lại như tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn thấy lúc này thang máy đã tới lầu 3, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi cho Lê Uy Long. Chương 269 chị dâu lại bị lừa nữa à? Lúc này, Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan đã ăn cơm nước xong xuôi, cũng đã thanh toán, chuẩn bị rời nhà hàng thì đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn xem, thấy Chu Nhược Mai gọi điện thoại tới thì bắt máy. Dư Hân, có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Vĩnh Thiên, em đang gặp nguy hiểm. Trong điện thoại vang lên giọng nói hoảng sợ của Chu Nhược Mai. Trong lòng Lê Uy Long giật mình, hỏi em lại gặp nguy hiểm gì nữa? Tối nay, em và Tổng Giám Đốc Ninh đi đến khách sạn Thành Đạt để bàn chuyện hợp tác với nhà họ Phan, không nghĩ tới lại trúng bẫy của Phan Thiên. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long đổ mồ hôi, sao vợ mình càng ngày càng ngu xuẩn thế này? Lần trước ở nhà hàng Đại Thành đã trúng kế của Phan Thiên, chưa đến mấy ngày mà sao lại bị lừa rồi? Tình hình bây giờ thế nào? Lê Uy Long hỏi. Vừa rồi khi chúng em gặp nạn, đúng lúc gặp Triệu Đình Tuy, anh ta ra tay cứu chúng em, bây giờ chúng em đang đi thang máy xuống lầu 1. Chu Nhược Mai nói. Triệu Đình Tuy, là Triệu Đình Tuy gặp ở bờ sông mấy hôm trước đã cứu các em sao? Trí nhớ của Lê Uy Long đặc biệt tốt, suy nghĩ nhanh nhẹn, vừa nghe đến tên Triệu Đình Tuy, đã nhớ ra ngay là Triệu Đình Tuy mấy hôm trước đã gặp ở bờ sông. Đúng thế. Em lo lắng sau khi xuống lầu 1 sẽ bị bảo vệ khách sạn Thành Đạt cản lại. Anh mau tới cứu chúng em đi. Chu Nhược Mai lo lắng nói.
Được rồi, anh lập tức tới ngay. Trong lòng Lệ Uy Long vô cùng tức giận. Phan Thiên này vẫn chưa hết hy vọng với vợ của mình, xem ra lần trước dạy bảo hắn ta chưa đủ đây mà. Vậy em không nói với anh nữa, thang máy đã đến lầu 1 rồi, em cúp điện thoại trước đây. Chu Nhược Mai nói xong thì cúp điện thoại. Thiên Thành vừa nhìn thấy Lệ Uy Long nổi giận đùng đùng thì hỏi, anh Thiên, chị dâu lại có chuyện gì thế? Cô ấy lại bị Phan Thiên lừa gạt đến khách sạn Thành Đạt, bây giờ đang bị bao vây trong đó, không thể thoát thân được. Lệ Uy Long nói, cái gì, chị dâu lại bị lừa à? Thiên Thành vô cùng kinh ngạc, cách đây vài ngày Chu Nhược Mai cũng bị lừa đến nhà hàng Đại Thành, sao giờ lại bị lừa nữa thế? Đúng thế, thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn, càng ngày càng ngu xuẩn. Lệ Uy Long nói, anh Thiên, tôi nghe nói người phụ nữ trong tình yêu thì đầu óc đều là số âm. Có phải gần đây tình cảm của hai người tốt lên, quá ngọt ngào khiến cho chị dâu bị đần? Thiên Thành hỏi, trong khoảng thời gian này, anh ấy cũng nghe nói Lệ Uy Long kết hôn 3 năm nay nhưng vẫn chia phòng mà ngủ với Chu Nhược Mai. Đừng nói nhảm nhiều như thế, mau theo tôi đi khách sạn Thành Đạt cứu người. Bây giờ trong lòng Lệ Uy Long nóng như lửa đốt, cũng không rảnh rỗi nói nhảm với Thiên Thành. Được, Hà Ngọc Lan, cô mau láo xe, dẫn bọn tôi đến khách sạn Thành Đạt cứu chị dâu. Thiên Thành ra lệnh. Hà Ngọc Lan cũng không nói nhảm, lập tức leo lên vị trí tài xế. Trong 3 người, thân phận của cô thấp nhất, đương nhiên phải phụ trách lái xe. Bình thường, Hà Ngọc Lan có thể làm nũng nói nhiều, nhưng đến lúc thật sự nghiêm túc thì cô chưa từng nói nhảm. Người không nói nhảm nhiều là chỉ cô. Lệ Uy Long và Thiên Thành cũng nhanh chóng lên xe, sau đó Hà Ngọc Lan lái xe, nhanh như chớp chạy đến khách sạn Thành Đạt. Sau khi Chu Nhược Mai cúp điện thoại, vừa cất điện thoại vào thì cửa thang máy đã mở ra. Sau đó, Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Triệu Đình tuy đều nhìn thấy bên ngoài đại sảnh lầu 1 là một đám bảo vệ mặc đồng phục cầm gậy gộc. Đúng như dự đoán của Ngô Vi, đến lầu 1 đã bị bảo vệ của khách sạn Thành Đạt bao vây. Chương 270 đánh chết nó cho tao. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều bị dọa đến nổi tái mét mặt mày khi thấy các nhân viên an ninh cầm vũ khí trong tay chờ đợi ở bên ngoài. Chị Dư Hân đừng hoảng sợ, mau theo tôi ra thang máy, em sẽ đưa các chị ra ngoài. Triệu Đình tuy nói xong liền dẫn đầu đi ra khỏi thang máy. Mặc dù trong lòng Chu Nhược Mai và Ngô Vi rất sợ, nhưng đã đến lúc này, sợ hãi cũng vô dụng, đành phải cứng rắn phá bỏ sự sợ hãi đó, đi theo sau Triệu Đình tuy ra khỏi thang máy. Ngay khi Triệu Đình tuy, Chu Nhược Mai cùng với Ngô Vi vừa bước ra khỏi thang máy, các nhân viên bảo vệ đã hô hào, bao vây 3 người họ ở cửa thang máy. Mau tránh ra nếu không muốn chết, Triệu Đình tuy hét lên. Cậu đúng là không biết tốt xấu hại chết công nhân vệ sinh, dám dở thói ngang ngược trong khách sạn, còn dám đả thương cậu chủ Thành, cậu chết chắc rồi. Đội trưởng đội cảnh sát bảo an hung dữ nói. Ai chết ai sống, bây giờ vẫn còn là ẩn số. Triệu Đình tuy lạnh lùng nói, sau đó hai tay nắm chặt thành quả đấm. Chu Nhược Mai và Ngô Vi biết sắp có trận chiến lớn nổ ra, hai người họ không kìm lòng được nắm chặt tay nhau. Bây giờ, số phận của hai người họ đều đặt lên người Triệu Đình tuy. Lúc này, cửa thang máy bên cạnh đột nhiên mở ra. Sau đó, hai tên vệ sĩ dìu Phan Thiên bước ra khỏi thang máy. Những vệ sĩ không bị thương nặng cũng lần lượt đi ra khỏi thang máy. Cậu chủ Thành, xử lý những người này như thế nào? Đội trưởng đội bảo an nhìn thấy Phan Thiên đi tới, lập tức xin chỉ thị của anh ta. Đánh chết những tên nhóc miệng còn hôi sữa này, giữ lại hai người phụ nữ đó, không được làm bị thương bọn họ. Phan Thiên lạnh lùng nói. Vâng, đội trưởng đội bảo an nhận lệnh. Sao lại là anh đây? Xem ra vừa rồi tôi hẳn là nên đá chết anh rồi. Triệu Đình tuy nhìn thấy Phan Thiên đi tới, hung hăng nói. Anh không có cơ hội đâu. Anh thân là nhân viên khách sạn của tôi, lại vì người phụ nữ trả công cho anh 7 tỷ mà bán mạng, đánh bổn thiếu ra đây. Tôi đã cho anh cơ hội nương nhờ tôi rồi, nhưng anh không biết quý trọng đấy chứ. Bây giờ cho dù anh muốn nhờ vả tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu. Phan Thiên nói, anh đừng có mà tự mình đa tình, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nương tựa vào anh. Triệu Đình tuy nói, nếu đã như vậy, thế thì anh càng không cần phải sống nữa. Phan Thiên nói, với thế lực của nhà họ Phan, giết một nhân viên vệ sinh trong khách sạn của mình cũng có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Phan Thiên đã ra tay sát hại. Thế thì đừng có nói nhảm nữa, để bọn họ cùng lên đi, Triệu Đình tuy tôi thì sợ cái gì. Triệu Đình tuy nói, đi, đánh chết nó, Phan Thiên không muốn nhiều lời nữa,
lập tức hạ lệnh. Đội trưởng đội bảo an nghe được mệnh lệnh của Phan Thiên, lập tức hô lên, nhanh lên, đánh chết nó. Ngay lập tức các nhân viên bảo an vung vẫy gậy gộc, lao về phía Triệu Đình Tuy. Triệu Đình Tuy nổi giận gầm lên một tiếng, lao vào đám bảo an trên tay cầm toàn gậy gộc. Một trận chiến lớn một chọi 100, cứ như vậy mà mở màn. Triệu Đình Tuy liên tục đấm đá, các nhân viên bảo an kêu thảm liên tục, bay lộn ngược ra từ trong đám người. Tuy nhiên, mặc dù Triệu Đình Tuy có võ công cao cường nhưng thực lực của anh ta lại không bằng Lê Uy Long. Đối mặt với sự bao vây của hơn 100 tên nhân viên bảo an tay cầm đầy gậy gộc này, hai bàn tay không của anh ta dần dần khó còn khả năng chống chọi được nữa. Chương 271 thả chị Dư Hân ra. Trong khi anh ta không ngừng đánh bại đám nhân viên an ninh, trên người anh ta cũng không ngừng bị gậy đánh vào. Đối phương có hơn 100 người, một mình Triệu Đình Tuy chiến đấu, một địch 100, hai nắm đấm không thể địch nổi bốn tay, càng ngày càng khó khăn. Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy Triệu Đình Tuy dần dần rơi vào thế bất lợi, lòng bàn tay hai người đều đổ mồ hôi. Dưới sự hỗn loạn đó, Triệu Đình Tuy liên tục bị đánh, phần đầu anh ta cũng trúng mấy phát, máu tươi từ trên trán chảy xuống, mặt nhuộm đầy máu đỏ. Chu Nhược Mai và Ngô Vi không khỏi đau lòng khi thấy Triệu Đình Tuy chảy máu đầy mặt, nhưng cũng bất lực, không thể làm được gì. Bây giờ hai cô không thể giúp được gì cho Triệu Đình Tuy, chỉ có thể hy vọng Lê Uy Long mau chóng đến đây. Trong lòng Phan Thiên vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Triệu Đình Tuy bị bao vây chồng chất, không có cách nào thoát thân. Tên nhóc miệng còn hôi sữa này, còn tưởng anh ta lợi hại lắm mà. Lần này cuối cùng cũng có thể đánh chết anh ta. Bắt bọn chúng về phòng. Phan Thiên thấy Triệu Đình Tuy bị đánh thê thảm, không thể vượt qua trận cuồng phong nào được nữa, anh ta không muốn ở đây xem cuộc chiến nữa. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, việc khẩn cấp trước mắt là đem hai cô gái xinh đẹp này lên phòng, thưởng thức bọn họ một chút. Các vệ sĩ bên cạnh Phan Thiên ngay lập tức chạy tới bắt lấy Chu Nhược Mai và Ngô Vi. Khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy vệ sĩ của Phan Thiên tới vây bắt mình, hai người họ bị dọa đến mức tái mặt. Buông chúng tôi ra, cứu! Triệu Đình Tuy, mau đến cứu tụi chị! Chu Nhược Mai và Ngô Vi vừa giãy giụa vừa hét to kêu cứu. Triệu Đình Tuy đang chiến đấu hăng hái, nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Nhược Mai và Ngô Vi. Lập tức giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn lên thấy cửa thang máy lúc này đã bị mở ra, hai người họ đang bị đám vệ sĩ đẩy vào trong thang máy. Thả bọn họ ra, Triệu Đình Tuy giận dữ hét lên. Nhìn thấy Chu Nhược Mai lại bị người ta bắt đi, anh ta vô cùng tức giận, liều mạng lao ra cứu giúp, nhưng lại bị quá nhiều tên bảo an bao vây tấn công, anh ta không có cách nào xông ra được. Anh ta không những không thể xông ra vòng vây, mà còn bị làm loạn trận cước, còn phải hứng chịu thêm nhiều đòn tấn công khác nữa. Lúc này, Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bị đẩy vào trong thang máy. Sau đó Phan Thiên cũng đi theo vào trong thang máy. Đồ súc sinh, mau thả chị Dư Hân ra. Triệu Đình Tuy vừa hét lớn, vừa tiếp tục đánh nhau. Phan Thiên nhìn thấy Triệu Đình Tuy khổ sở chiến đấu, không thể vọt ra được, anh ta càng thêm đắc ý, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại. Anh ta còn làm động tác chào tạm biệt với Triệu Đình Tuy. Triệu Đình Tuy biết điều gì sẽ xảy ra nếu Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị Phan Thiên đưa lên phòng. Anh ta biến sự tức giận thành sức mạnh, cuối cùng giết thành một đường máu lao thẳng đến thang máy. Thế nhưng khi anh ta vừa lao đến thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại. Anh muốn nhấn nút đóng mở thang máy để mở cửa nhưng một đám bảo an đuổi theo, ra sức đánh anh ta. Anh ta liên tục bị gậy đánh vào lưng, không còn cách nào khác. Tốt nhất chỉ có thể quay lại tiếp tục cuộc chiến đẫm máu với đám bảo an này. Trong thang máy lúc này, Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị một đám vệ sĩ giữ chặt, cùng Phan Thiên mặt mày dữ tợn đi thang máy lên tầng 12, trong lòng hai cô đều sợ hãi vô cùng. Vừa rồi còn tưởng rằng sẽ được Triệu Đình Tuy cứu giúp, có thể thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ vừa tới sảnh tầng 1 còn bị bắt lại, vẫn không có cách nào chạy thoát nanh vuốt của Phan Thiên. Hơn nữa, Triệu Đình Tuy rất có thể sẽ mất mạng ở khách sạn Thành Đạt vì cứu mình. Chương 272 lần này các cô có cánh cũng không thể thoát được. Lần này, để xem chúng mày còn có thể chạy thoát như thế nào. Phan Thiên đắc ý nói. Phan Thiên, nếu anh không muốn chết thì mau chóng thả chúng tôi ra. Chu Nhược Mai nói. Em không cần phải dùng những lời này để uy hiếp tôi, lần này, các cô có cánh cũng không thể bay được. Phan Thiên nói. Tôi không có uy hiếp anh, lời tôi nói là thật. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho Lê Uy Long. Kêu anh ấy đến cứu tôi rồi. Nếu anh dám làm vậy với chúng tôi, với tính cách của Lê Uy Long, anh ấy nhất định sẽ giết anh.
bây giờ tình hình đang rất nguy cấp, vì để có thể hù họa Phan Thiên, bảo vệ sự trong sạch của bản thân và Ngô Vi, Chu Nhược Mai không thể không cầu cứu Lê Uy Long để được giúp đỡ. Cái gì, cô đã cầu cứu Lê Uy Long rồi ư? Phan Thiên đột nhiên hoảng hốt lo sợ. Đúng vậy, nếu anh không muốn chết, thì mau chóng thả chúng tôi ra. Chu Nhược Mai nói. Tôi không tin, em làm gì có thời gian mà đi cầu cứu Lê Uy Long? Phan Thiên hỏi. Vừa rồi lúc đi xuống thang máy, tôi đang ở trong thang máy gọi điện. Chu Nhược Mai nói. Phan Thiên lập tức hoảng sợ tái mặt, không ngờ Chu Nhược Mai lại thừa dịp đi xuống thang máy mà gọi điện cho Lê Uy Long. Tuy nhiên, nghĩ đến bản thân mình đã bị phá hủy tướng mạo, không còn gì để mất, anh ta quyết tâm nói, đêm nay cho dù tôi có chết, cũng phải có được các người. Anh, ngay cả chết mà anh còn không sợ sao? Chu Nhược Mai lại luống cuống, không ngờ Phan Thiên lại điên cuồng đến mức này. Tôi đã bị chồng của em phá hủy khuôn mặt, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, tôi chết cũng phải có được các người. Tâm lý của Phan Thiên đã bị bóp méo, quyết định tìm đến cách mất cả chỉ lẫn chài. Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều sợ hãi tới mức không dám đối mặt với Phan Thiên. Sau đó, Phan Thiên lại nói, hơn nữa, nếu Lê Uy Long dám đến, chưa chắc tôi đã chết. Đây là địa bàn của tôi không những có vệ sĩ, mà còn có hơn 100 nhân viên bảo vệ. Nếu anh ta dám đến, thì anh ta tự tìm lấy cái chết, đây là thời điểm tốt để tôi trả thù. Mặc dù lần trước ở nhà hàng Đại Thành anh ta đã được chứng kiến qua sự lợi hại của Lê Uy Long, nhưng ở đó chỉ có mấy chục nhân viên bảo an mà thôi, lần này là ở khách sạn Thành Đạt, số lượng nhân viên bảo an nhiều hơn gấp mấy lần nhà hàng Đại Thành. Hơn nữa, lần trước ở nhà hàng Đại Thành đều là Hà Ngọc Lan ra tay, Lê Uy Long không có bất kỳ động thái nào. Lần này, Hà Ngọc Lan chưa chắc sẽ đến cùng Lê Uy Long. Nghĩ đến đây, Phan Thiên càng thêm bình tĩnh, vì lần trước Lê Uy Long không thực hiện bất kỳ cú đánh nào, anh ta cảm thấy người thực sự lợi hại không phải Lê Uy Long, mà là Hà Ngọc Lan. Lúc này thang máy đã lên đến tầng 12, cửa thang máy liền mở ra. Các vệ sĩ lập tức đẩy Chu Nhược Mai và Ngô Vi ra khỏi thang máy, đưa hai người họ đến phòng tổng thống đã được chuẩn bị sẵn. Trên hành lang còn có rất nhiều vệ sĩ bị thương nặng nằm dưới đất không gượng dậy được. Trong lúc bị áp giải đến phòng tổng thống, Chu Nhược Mai và Ngô Vi lại hét to kêu cứu, nhưng lần này, không có ai đến giải cứu bọn họ được nữa. Triệu Đình tuy lúc nãy giải cứu bọn họ, bây giờ đang đánh nhau đẫm máu ở sảnh tầng 1. Sau khi Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị đẩy vào phòng tổng thống, Phan Thiên liền nói với đám vệ sĩ, các người đứng ở ngoài canh cửa, không được phép để bất cứ ai đến gần. Nếu Lê Uy Long dám đến, lập tức giết nó. Vâng. Đám vệ sĩ lập tức rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Chu Nhược Mai và Ngô Vi vừa bước vào phòng, liền ngửi thấy tràn ngập mùi thơm đặc biệt ở trong phòng. Phan Thiên cuối cùng cũng có thể một mình ở cùng Chu Nhược Mai và Ngô Vi trong phòng, anh ta lập tức hưng phấn vô cùng. Chương 273 đánh cho tất cả đám bảo vệ này tàn phế. Đây là tình huống có nằm mơ anh cũng muốn xảy ra, hiện tại cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng. Do quá phấn khích, khuôn mặt vốn đã xấu xí của anh ta càng thêm dữ tợn đến đáng sợ. Lúc này, ở đại sảnh lầu 1, trong lúc đánh nhau với nhân viên bảo vệ, Triệu Đình tuy liếc mắt nhìn dãy số bên cạnh cửa thang máy, thấy trên thang máy hiển thị là số 12. Biết Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bị đưa lên tầng 12, lòng anh ta lại càng như bị lửa đốt. Anh ta vẫn luôn muốn lao ra khỏi vòng vây, chạy lên tầng 12 để giải cứu Chu Nhược Mai và Ngô Vi, nhưng đối mặt với sự vây đánh của quá nhiều bảo vệ như vậy, đến việc tự bảo vệ mình với anh ta mà nói còn là khó khăn. Trước khi đến thành phố Đà Lạt, anh ta đã bị nội thương nghiêm trọng, nếu không phải là vì nội thương, anh ta vẫn có thể đối phó được hơn 100 nhân viên bảo vệ. Nhưng bởi vì nội thương nên ảnh hưởng đến phong độ của anh ta, sức lực giảm sút rất nhiều, vừa rồi khi đối phó với đám vệ sĩ ở hành lang, anh ta đã phải miễn cưỡng mới được. Lúc này đối phó với hơn 100 bảo vệ, trận chiến càng kéo dài, anh ta càng ngày càng bất lực. Tất nhiên cũng có không ít nhân viên bảo vệ đã bị Triệu Đình tuy hạ gục trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi. Gậy gộc không ngừng đánh lên người anh ta, nhưng anh ta vẫn một mực nghiến răng kiên trì chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu thêm vài phút nữa, cuối cùng Triệu Đình tuy dần dần không thể cầm cự được nữa. Lúc này, khuôn mặt của anh ta đã bị máu tươi trên đầu chảy xuống nhiễm đỏ hết cả, máu chảy đầy mặt, hai mắt cũng bị máu của chính mình làm mờ đi. Do tầm nhìn bị ngăn cản, phản ứng của Triệu Đình tuy cũng chậm hơn rất nhiều,
gậy gộc rơi vào người anh ta như mưa. Tiếp tục đánh, đánh thật mạnh vào, thấy Triệu Đình tuy không còn chút sức lực nào để chống trả nữa, đội trưởng đội bảo vệ đứng bên cạnh sợ rằng người của mình sẽ mềm lòng nên không ngừng hét lên. Rất nhiều nhân viên bảo vệ trong này đã bị dính trưởng của Triệu Đình Tuy, cả đám đều tràn đầy tức giận, đương nhiên sẽ không nương tay mà điên cuồng tấn công Triệu Đình Tuy. Ngay lúc Triệu Đình Tuy sắp ngã xuống, có ba người đột nhiên từ bên ngoài khách sạn xông vào. Ba người này không phải ai khác, chính là Lê Uy Long, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Ngay khi Lê Uy Long vừa xông tới đã thấy một đám nhân viên bảo vệ đang vây đánh Triệu Đình Tuy. Vừa rồi khi Chu Nhược Mai gọi cho anh cũng đã nói với anh rằng là người Triệu Đình Tuy ra tay cứu cô và Ngô Vi. Giờ phút này khi nhìn thấy Triệu Đình Tuy bị đánh đến cả mặt toàn là máu, anh lập tức nổi giận đùng đùng, nói với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, mau cứu người đi, đánh cho tất cả đám bảo vệ này tàn phế đi. Vâng, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đồng thời lao về phía đám nhân viên bảo vệ đang bao vây Triệu Đình Tuy. Mà vì Lê Uy Long vẫn chưa lành vì vết thương ở chân nên anh không muốn tự mình ra tay. Để tránh lại ảnh hưởng đến vết thương lần nữa, nếu vết thương lại vỡ ra, đến lúc đó nhất định anh sẽ bị Lưu Bảo Thông cằn nhằn cho mà xem. Anh không ra tay mà nhìn quét qua đại sảnh khách sạn một lượt, tìm tung tích của Chu Nhược Mai và Ngô Vi, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của hai người họ. Thấy Chu Nhược Mai và Ngô Vi không có trong đại sảnh, trong lòng Lê Uy Long hoảng sợ, một điềm báo xấu ngay lập tức dâng lên trong lòng anh. Lúc này, các nhân viên bảo vệ đang dùng hết sức bao vây Triệu Đình Tuy. Không hề biết rằng Lê Uy Long đã đưa Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi vào. Khi Thiên Thành và Hà Ngọc Lan lao tới gần, hai người song song bay lên đá vào đầu các nhân viên bảo vệ đang dùng gậy tấn công Triệu Đình Tuy. Chương 274 anh ta là chồng của chị Dư Hân. Bịch bịch rầm, bịch bịch rầm. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan không ngừng dùng hai chân đá vào đầu đám bảo vệ này, hỏi. A a a, a a a. Đám nhân viên bảo vệ bị đá trúng đầu la hét thảm thiết, bay ngược về phía sau. Sự thay đổi đột ngột này khiến những vệ sĩ còn lại đều sửng sốt, khi BJN họ định thần lại thì nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ và một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ bay tới từ trên không trung, đá bay đồng bọn của mình. Triệu Đình Tuy vô cùng bất ngờ khi thấy có một nam một nữ đột nhiên tới đây giúp mình. Bởi vì anh ta chưa từng nhìn thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, cũng không quen biết bọn họ. Không biết tại sao hai người này lại đến đây giúp anh ta. Lúc này, Triệu Đình Tuy liếc mắt một cái liền thấy Lê Uy Long đứng bên ngoài đám đông, nhất thời vô cùng vui mừng. Bởi vì hai hôm trước anh ta đã trông thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai ở cùng nhau bên bờ sông, vừa rồi ở trong thang máy cũng nghe thấy tiếng Chu Nhược Mai gọi điện thoại cho chồng cô cầu cứu, anh ta liền đoán rằng có lẽ Lê Uy Long chính là chồng Chu Nhược Mai. Còn một nam một nữ đến đây giúp anh ta hẳn là người do chồng Chu Nhược Mai đưa tới. Lúc này, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã đáp xuống đất, vừa vặn ngồi bên cạnh Triệu Đình Tuy. Mau giết chết bọn họ, đội trưởng đội bảo vệ hoàn hồn, lại lập tức kêu lên. Khi đám nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng hét của đội trưởng thì cũng phục hồi lại tinh thần, vung gậy lên lao về phía Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và Triệu Đình Tuy. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan lập tức ra tay ứng chiến. Những nhân viên bảo vệ này sao có thể là đối thủ của Thiên Thành và Hà Ngọc Lan kia chứ? Gậy gộc của bọn họ đều không thể đánh trúng Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, bọn họ bị nắm đấm của hai người đánh bay, không cần đến Triệu Đình Tuy phải ra tay nữa. Khi Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đang đánh nhau với nhân viên bảo vệ, Triệu Đình Tuy chợt nhớ ra là Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bị Phan Thiên đưa lên tầng 12, vội vàng hét lên với Lê Uy Long, chị Dư Hân bị một gã xấu xí bắt lên tầng 12 rồi. Anh mau đi cứu chị ấy. Lê Uy Long nghe vậy thì cả kinh. Gã xấu xí mà Triệu Đình Tuy nói chắc chắn chính là Phan Thiên chứ không ai khác. Mà Phan Thiên đưa Chu Nhược Mai lên tầng 12 chắc chắn là muốn làm chuyện suy đồi với cô ấy. Trường hợp khẩn cấp, Lê Uy Long không nghĩ đến đi thang máy nữa, bởi vì thang máy quá chậm, anh trực tiếp theo cầu thang bộ chạy lên trên. Vợ mình rơi vào tay Phan Thiên, có thể bị hắn ta làm nhục bất cứ lúc nào, loại chuyện này có đôi khi chỉ chậm một giây thôi cũng có thể gây ra tổn thương không thể bù đắp lại được. Vì vậy, anh phải chạy đua với thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng 12 để giải cứu Chu Nhược Mai. Tốc độ của thang máy là cố định, mà tốc độ của đôi chân mình là do chính mình quyết định. Lúc này Chu Nhược Mai đang gặp nguy hiểm, anh không quan tâm đến vết thương ở chân nữa, một mạch theo cầu thang chạy lên tầng 12. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan vẫn còn rất nhiều bảo vệ cần giải quyết, tạm thời họ không thể thoát ra ngoài để đi lên tầng 12 giải cứu Chu Nhược Mai cùng Lê Uy Long được.
Tuy nhiên, khi hai người nhìn thấy Lệ Uy Long đi lên thì đều cảm thấy yên tâm, chỉ cần Lệ Uy Long đi lên thì chắc chắn sẽ có thể cứu được Chu Nhược Mai. Cho nên bọn họ ở lại đại sảnh tầng 1, giải quyết những nhân viên bảo vệ này trước, cứu Triệu Đình tuy ra đã rồi nói sau. Lúc này, trong phòng tổng thống trên tầng 12, Phan Thiên nhìn Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bị nhốt lại trong phòng, không thể chờ đợi vội vàng đi về phía họ. Anh muốn làm gì? Chu Nhược Mai nhìn gương mặt dữ tợn của Phan Thiên lại gần, hoảng sợ hỏi. Biết thừa rồi còn hỏi, đương nhiên là muốn mấy làm chuyện nam nữ thích làm với nhau rồi. Phan Thiên cười xấu xa. Anh đừng có lại đây. Trầm Ngưng Hương cũng bắt đầu sợ hãi. Nhưng làm sao Phan Thiên có thể không lại gần được? Hắn ta vừa đi tới, vừa nói một cách khó khăn, hai người các em đều là tuyệt sắc giai nhân, tôi nên làm với ai trước đây? Chương 275 chồng tôi chắc chắn sẽ giết anh. Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy Phan Thiên đã đến gần liền nhanh chóng chạy qua bên cạnh hắn ta, chạy về phía cửa phòng. Sau đó cả hai bắt đầu cố gắng giật mở cửa, muốn tông cửa xông ra ngoài. Tuy nhiên cho dù họ có dùng sức kéo mạnh đến đâu cũng không thể mở được cửa phòng. Bởi vì cửa phòng đã bị người ta khóa lại từ bên ngoài. Mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài đi. Cứu tôi với. Chu Nhược Mai và Ngô Vi hét khản cả giọng. Thế nhưng dù cho bọn họ có la hét như thế nào đi chăng nữa thì không có ai bên ngoài đáp lại lời bọn họ. Tất cả người bên ngoài đều là vệ sĩ của Phan Thiên, sao bọn họ có thể thả các cô ra ngoài được? Chu Nhược Mai và Ngô Vi cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Hiện tại Triệu Đình tuy bị mắc kẹt ở tầng 1, đến tự bảo vệ mình còn chưa xong. Mà Lê Uy Long thì không biết đang ở chỗ nào. Có lẽ vẫn đang ở trên đường, xem ra lần này đúng là chạy không thoát rồi. Lúc này Phan Thiên đã quay đầu lại, đắc ý nói các em chạy không thoát đâu, các em cứ kêu đi, cho dù các em có kêu rách hỏng thì cũng không có ai tới cứu các em đây, bởi vì ở đây thuộc địa bàn của tôi. Phan Thiên, nếu anh dám động vào chúng tôi, lúc chồng tôi đến đây anh chắc chắn sẽ chết. Chu Nhược Mai hung dữ nói. Chu Nhược Mai, đừng có lúc nào cũng mang chồng của em ra để dọa tôi. Tôi nói rồi. Tôi không sợ thằng đấy. Nếu nó dám tới đây thì tôi sẽ giết chết nó. Phan Thiên cũng hung dữ nói. Chu Nhược Mai thấy dù có mang Lệ Uy Long ra cũng không thể hù dọa được Phan Thiên, cô cũng hết cách rồi. Chu Nhược Mai, tôi vẫn luôn thích em như vậy, nhưng tại sao em cứ luôn thờ ơ với anh? Là em ép tôi thành ra như thế này. Vì để có được em tôi có thể mặc kệ tất cả mọi thứ, tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ để có một đêm vui vẻ với em. Phan Thiên nói. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích anh, đó là do anh tự tưởng tượng ra thôi. Cho dù tôi có chết cũng không để cho anh đạt được mục đích đây. Chu Nhược Mai hung hăng nói. Phan Thiên thấy Chu Nhược Mai tuyệt tình như thế, không cho hắn ta mặt mũi như thế thì càng tức giận hơn. Hắn ta quyết định trước tiên ra tay với Chu Nhược Mai đã, dù sao thì hắn ta cũng đã thích Chu Nhược Mai lâu như vậy rồi, và lại Chu Nhược Mai cũng đẹp hơn Ngô Vi một chút, đương nhiên hắn phải thưởng thức cô trước. Vì vậy Phan Thiên không nói nhiều nữa, trực tiếp lao về phía Chu Nhược Mai như một con sói đói. Lần trước ở nhà hàng Đại Thành, hắn ta đã được cảm nhận sâu sắc về quy luật nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều, lần này hắn ta không muốn nói nhiều như thế nữa, để tránh bi kịch lại tái diễn. Bởi vì Lệ Uy Long có thể đến bất cứ lúc nào, hắn ta phải chiếm được Chu Nhược Mai trước khi Lệ Uy Long đến. Đến lúc đó cho dù phải chết cũng đáng giá. Chu Nhược Mai trông thấy Phan Thiên lao về phía mình. Nhất thời sợ tới mức gương mặt xinh đẹp tái nhợt, theo bản năng vọt sang một bên. Ngô Vi cũng theo bản năng tránh sang một bên. Bởi vì trước đó Phan Thiên đã bị Triệu Đình Tuy đá vào bụng lúc ở hành lang, hắn ta đã bị nội thương, bước đi càng trở nên như đi trên mây. Sau một cú bổ nhào vào khoảng không, hắn ta không kịp thu chân lại, lập tức đâm đầu vào cửa. Rầm, một tiếng vang lên, Phan Thiên đập đầu vào cửa, nhất thời sao bay đầy trời. A! Phan Thiên không kìm được mà kêu gào thảm thiết như một con heo bị chọc tiết, tự mình đánh mình đau đến hét lên. Chu Nhược Mai và Ngô Vi nhìn thấy Phan Thiên tông đầu vào cửa phòng rồi hét lên như kiểu muốn tự sát vậy, họ vội vàng bỏ chạy, chạy vào bên trong phòng. Phòng này là phòng tổng thống, không gian vô cùng rộng rãi, bên trong có đủ các loại thiết bị, đây mới chỉ là phòng khách mà thôi, phía trong có nhiều phòng nữa. Không gian rộng lớn như vậy cũng đủ chỗ cho bọn họ có thể vờn nhau với Phan Thiên một trận. Tuy là Phan Thiên đập đầu vào cửa nhưng cũng không bị đập cho ngất xỉu, sau khi hắn ta hét lên một tiếng thì lập tức xoay người, chuẩn bị chậm rãi chơi đùa với Chu Nhược Mai và Ngô Vi.
Bởi vì không khí trong phòng này đã được phun một loại thuốc đặc biệt, hai người sẽ không trụ được bao lâu mà trúng độc, sau đó thì tùy ý mình thao túng, không cần phải vội vàng. Mà đúng vào lúc này, cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Phan Thiên vừa mới quay người vẫn còn đứng sau cánh cửa đã bị cánh cửa đập thẳng vào đầu. A, Phan Thiên lại tiếp tục hét lên thảm thiết, bị cửa phòng va vào cho loạng choạng một cái, ngã sấp xuống mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 275.